live live stream trên Facebook được. Rồi đó. Rồi, mình bắt đầu live rồi đó nha. Mọi người chuẩn bị mới bắt đầu nha. Nhìn nắng quá. Ủa? Dạ, mọi người kiên nhẫn cho đợi chừng 1 2 phút để cho mọi người bên kỹ thuật chuẩn bị. Mọi người bắt đầu nữa. Vâng, xin cà phê mọi người share cái livestream webinar này cho các cái diễn đàn mà mọi người biết nha. Quý rất là hy vọng có thể giúp nhiều bệnh nhân ung thư cũng như là người thân có thể vượt qua cú sốc liên quan tới bệnh ung thư, cho nên là diễn đàn xin dùng 2 3 phút đầu tiên để share. Như vậy là chúng ta đã có đầy đủ panelist trong ngày hôm nay. Quý cùng xin giới thiệu với quý vị khán giả là phía trên góc trái màn hình của quý đó là chị Chuột Túi, bên phải là tiến sĩ Thục Phương đang ở New York, và cô sư cô Liên Trí cũng đang ở Hoa Kỳ. Ở ngay giữa màn hình đó là bạn Nguyễn Thị Vân, CEO của Imagnator, và lát nữa mọi người sẽ được giao lưu cũng nhiều hơn. Phía bên phải của Vân đó là bác sĩ Thu Sương mà mọi người đã gặp qua những lần giao lưu trước, và phía dưới màn hình là bác sĩ chuyên về chẩn đoán hình ảnh, đó là chị Phương, chị Quy, xin lỗi, chị Quyên cũng đang du học tại Hoa Kỳ. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian để cùng online vào hôm nay, theo giờ Việt Nam là 20 giờ tối ngày Chủ nhật, để cho quý khán thính giả bao gồm rất là nhiều quý vị bệnh nhân, người thân cũng như là cộng đồng có thể cùng giao lưu với vừa cả bác sĩ, vừa cả bệnh nhân, vừa cả những người hỗ trợ bệnh nhân qua cái chủ đề đó là vượt qua cú sốc như thế nào. Mọi người nghe có rõ không ạ? Dạ Rõ. Vậy thì cho quý dùng khoảng 5 phút để mời mọi người nói chuyện một lượt để từ mic nha. Tại lát nữa mình sẽ có cái phần thảo luận mở về các cái chủ đề của về về vượt qua những cái cú sốc trong cuộc sống. Xin mời chị Chụp Túi ạ. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả bác sĩ cùng sư cô. Vâng, tôi là Nguyễn Thị Ngọc, nickname là Chuột Túi. Thực sự ra thì tôi đã sống chung với ung thư vú sang năm thứ 12. Nếu như mọi người mà gặp thì chắc là không ai hình dung là tôi là một bệnh nhân ung thư. Vì tôi thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Và ngoài ra thì tôi lại có một cái khuyết tật vận động. Năm 18 tuổi khi đang học đại học năm thứ nhất thì tôi bị tai nạn, đã bị cụt mất một chân. Trong quá trình điều trị tai nạn giao thông đấy thì tôi đã phải bị cưa đi mất 4 lần lên bàn mổ để cưa đi cái chân của mình. Và trong 2 năm nằm bệnh viện thì tôi thấy rằng cuộc sống như là tương lai của mình đã đẩy lùi về phía sau. Mình nghĩ rằng là tất cả các cánh cửa sẽ đóng lại với cái cuộc đời của mình. Một cô gái trẻ 18 tuổi và bị cụt một chân đấy thì không hiểu sau này mà học đại học thì ra trường thì có ai nhận mình đi làm hay không. Đấy, cái suy nghĩ đấy nó cũng có một chút tiêu cực. Thế nhưng mà trên thực tế thì
được sự động viên của gia đình cũng như của tất cả bạn bè cũng như thầy giáo, và tôi đã vượt qua được cú sốc đó. Thế tuy nhiên thì với một cái chân giả để mà đi học, đi tìm việc làm thì nó cũng khá là khó khăn. Khá là khó khăn với cái thời điểm cách đây 35 năm, 35 năm, 36 năm. Nhưng tuy nhiên thì tôi chỉ nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng làm sao mà tàn nhưng không phế, với một cái mong mỏi rằng là mình sẽ sống để cho mẹ mình nhìn vào, không phải lo lắng cho mình. Và tôi đã đi học nghề. Tôi tạm dừng cái việc học, tạm dừng cái việc học đại học lại, và tôi nghĩ rằng là tôi sẽ học nghề để tôi có thể sống bằng cái nghề của mình đã học, để lấy ngắn nuôi dài. Có thể là sau đó thì mình sẽ sống bằng cái nghề đó và mình lấy cái tiền đấy để mình đi học đại học tiếp, nếu như mình vẫn còn đam mê, vẫn còn muốn vượt qua được cái giới hạn bản thân. Thì sau đó thì tôi có đi học nghề nghề may. Và trên trên thực tế thì nói thật, tôi sống được bằng nghề may, tôi sống được với nghề. Sau khi thì cũng rất là nỗ lực cố gắng bản thân và cũng tìm được một nửa của đời mình. Thì ngày đó thì yêu anh thì anh có động viên và cũng xin chia sẻ với tất cả mọi người là tôi đã được, tức là tôi đã học tại chức và cũng có một tấm bằng đại học, để bây giờ cũng có tự hào nói với con rằng mẹ tuy rằng mất một chân đấy nhưng mẹ cũng đã tốt nghiệp đại học. Thế nhưng mà cuộc sống thì cũng không như là mong muốn. Đang đang rất là hạnh phúc với chồng và hai người, hai đứa con. Và sau khi mà tôi sinh bé thứ hai được 3 tuổi thì tôi nghĩ là tôi không muốn làm may nữa, tôi muốn sống bằng cái công việc. Tôi muốn làm công chức, tôi muốn được sáng dắt xe đi, được mặc những cái bộ quần áo công sở. Và tôi cũng đã quyết tâm đi thi và cũng được nhận vào một cái gọi là cái thời đấy thì người ta gọi là bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty Nokia Care, và tôi sẽ làm bên bộ phận bảo hành. Thì trong quá trình làm việc thì cũng rất là tốt, nhưng sau đấy thì lại một tiếng sét nữa là năm tôi 43 tuổi thì tôi bị chẩn đoán là ung thư vú giai đoạn 2B. Thực sự là không 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 thể hình dung được. Mình không thể nghĩ được là tại sao mà ông trời lại bất công với mình đến như vậy. Mình đã bị mất một chân rồi, bây giờ mình lại mang thêm một căn bệnh nữa. Mà cách đây 12 năm thì tất cả các bạn đều hiểu rằng là cứ nghe đến ung thư thì mọi người sẽ nghĩ là ung thư là chết, chứ không có nhiều cái hội nhóm, hay cũng không có nhiều các bác sĩ tư vấn cho mình như bây giờ. Mà tôi bơi trong biển internet vào Google tra thì thực sự là bộ thực thông tin. Mình chỉ nghĩ là mình bị ung thư rồi thì mình chữa làm gì nữa. Trong khi đó thì con còn rất là nhỏ, chữa thì có sống được không, hay lại cũng chết rồi lại để nợ lại cho chồng cho con. Nhưng đấy là một sai lầm, một sai lầm. Và tôi nghĩ rằng là nếu như ngày đó mà không được gia đình hoặc là được chồng lôi đến bệnh viện, phải dùng từ lôi đấy ạ, thì có lẽ là tôi không ngồi trước mặt mọi người đây với một cái tâm thế rất là vui vẻ và một thân hình rất là khỏe. Rất là cảm ơn, rất là cảm ơn gia đình, cảm ơn các bác sĩ và cảm ơn bạn bè đã giúp đỡ và hỗ trợ. Và sau đó thì tôi có nhập viện Dạ vâng, qua xin quá ơn trình. chị tôi rất Dạ nhiều. Dạ. vâng. Thì bây giờ thì mọi người, tôi chỉ muốn nói thêm một câu là tất cả mọi người đừng coi rằng ung thư là dấu chấm hết. Ung thư chỉ làm mình bước sang một trang mới, mình sống một cuộc đời thứ hai và mình cảm thấy yêu mình hơn, yêu đời hơn và yêu tất cả mọi người hơn. Vâng. Xin cảm ơn chị giúp tôi rất là nhiều ạ. Dạ. Nói thật là quý rất là hân hạnh được mời mời được chị chuột túi tham gia. Sau khi biết là chị vừa cất gọi như là trở về sau cái chuyến đi lên Hà Nội chơi với là rất là nhiều bạn bè, và có lẽ là chị rất mệt nhưng mà vẫn là tham gia cùng với webinar của y học cộng đồng cùng với là các bạn hữu, và qua cái câu chuyện của chị mọi người có thể cảm nhận luôn cả cái kết luận của cả cái webinar này rồi. Nhưng mà quý cùng xin đi cho nó đúng điều
từ trước đến giờ để cho mọi người hiểu tại sao chúng ta lại cần cái webinar này để giúp bệnh nhân và người thân vượt qua những cái cú sốc trong cuộc đời. Tiếp theo xin mời Thục Phương được không ạ? Em xin chào tất cả mọi người. Nãy em cũng có làm quen với lại các khách mời của mình hôm nay. Em thì bên thuộc bên nhóm thực phẩm cộng đồng, thì là anh em với nhóm y học cộng đồng. Đúng ra là em chứ cũng hẳn là anh em nữa. Em của anh Quý. Thì em yêu mến những cái công việc, ngưỡng mộ những công việc mà anh Quý cùng nhóm đã làm, cho nên hôm nay em tham gia cũng chỉ mong là đóng góp được chút sức mọn gì đó, hỗ trợ kỹ thuật và học hỏi thêm được. Sau này anh Quý cũng có đề nghị vài công việc, thì càng nghe nhiều chia sẻ thì em lại càng có nhiều động lực để làm hơn, cho nên đó là cái động lực Dạ. của em đến với ngày hôm nay. Cảm ơn Phương rất nhiều. Đằng sau bức tranh đằng sau Phương là do má Phương vẽ phải không? Má Phương cũng là một trong những người đã hỗ trợ cho nhóm rất nhiều qua những cái tác phẩm tự vẽ của mình trên nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Và Phương cũng là tiến sĩ đang nghiên cứu về COVID-19 và cũng đã chia sẻ với cộng đồng qua những webinar lần trước. Cảm ơn Phương rất nhiều. Em xin mời sư cô Linh Trí ạ. Xin Cô có thể chào tất cả mọi người. Dạ. Hôm nay mình rất là được may mắn có được cái duyên lành được cả ban tổ chức cho phép mình được tham gia có một phần tí xíu vào trong cái webinar lần này. Thực ra mình cũng đã theo dõi và đọc rất là nhiều bài trên y học cộng đồng và hỗ trợ bệnh nhân ung thư, rất là cảm kích và ngưỡng mộ cái sự hy sinh, sự mà dành thời gian tâm huyết của các bác sĩ, các chuyên gia và tất cả các bạn đã thầm lặng, đã hỗ trợ và động viên, đồng hành cho với các bệnh nhân ung thư. Và đây là việc làm rất là truyền cảm hứng tích cực cho tất cả mọi người, những người bệnh nhân, những người thân của bệnh nhân và tất cả những người đang khỏe mạnh. Xin cảm ơn tất cả. Dạ vâng, xin cảm ơn sư cô. Lát nữa mời sư cô chia sẻ thêm về cái cách suy nghĩ của nhà Phật ạ. Tiếp theo em xin mời chị Thu Sương. Xin chào cả nhà. Thì mình cũng rất có duyên lành để làm quen với nhóm y học cộng đồng, cũng thực sự là ngưỡng mộ về những cái việc làm giống như cô Trí vừa nói. Hôm nay thì cái chương trình tập kỹ với đầy đủ các khía cạnh về cái cuộc sống, gần như là tất cả các thành phần mà trong cuộc sống chúng ta có thể gặp. Và qua câu chuyện của chị Hà, của chị Ngọc ấy, thì gần như là mình đã bao quát hết gần như là toàn bộ những câu chuyện của tất cả những bệnh nhân chúng ta hay gặp. Và mình mong rằng qua cái buổi tập kỹ hôm nay á, thì cũng mong muốn sẽ đem đến những cái năng năng lượng mới cũng như là những cái suy nghĩ tích cực hơn để mà bệnh nhân của mình, để tất cả thân nhân đều có thể cùng với bệnh nhân vượt qua những cái gì đó còn vướng lại cũng như là những cái lo lắng để có thể hoàn thành những cái kỳ vọng của mình. Mong rằng cái buổi hội thảo hôm nay sẽ rất thành công. Xin chào. Và em xin cảm ơn bác sĩ Sương, luôn luôn cảm ơn bác sĩ Sương đã đồng hành với chương trình và hôm nay con xin được lắng nghe cái chị kể những câu chuyện thực tế khi mà tư vấn bệnh nhân ở Việt Nam ạ. Tiếp theo xin mời Vân. Chào sư cô, chào tất cả các cô chú anh chị em. Chào Vân, được xưng anh chị và em nhé, cho dễ. Cảm ơn anh Quý cũng như là tất cả mọi người đã cho Vân cái cơ hội để gặp gỡ mọi người hôm nay. Vân thì không phải là bệnh nhân ung thư, thực ra là chưa phải, mình chưa biết tương lai như thế nào. Nhưng mà là một người khuyết tật bẩm sinh, 33 năm là 33 năm là bệnh nhân. Thực ra Vân thấy rằng là cuộc đời của Vân cũng giống như là cuộc đời của những cái người bệnh, đều những cái khó khăn về mặt sức khỏe. Chính vì vậy mà Vân thấy mình cũng có những cái sự đồng cảm. Chính vì vậy mà sau rất là nhiều những cái năm mà trải qua, làm sao để thúc đẩy cái tinh thần mình vượt qua những cái nỗi lo lắng, những sự sợ hãi, để sống với cái khuyết tật và sống hạnh phúc và không ấy. Thì hôm nay Vân rất là vui khi được có mặt ở đây để chia sẻ cái câu chuyện của mình.
hy vọng là nó sẽ có ích phần nào đấy cho mọi người. Hẹn gặp lại mọi người chút nữa nha. Dạ vâng. À, cũng xin nói với quý khán giả, Thảo Vân, Vân là một trong những người được bầu chọn là người truyền cảm hứng, người phụ nữ truyền cảm hứng của Việt Nam. Và mình đã dành hẳn khoảng chừng 20 phút vào phần 3 của chương trình ngày hôm nay sau mục yoga để mà Vân và chị Trục Trục Túi nói sâu hơn về những cái cách mà mình đã vượt qua khó khăn. Xin mời mọi người đến với bác sĩ Thảo Quyên ạ. Có nghe được không ha? Dạ hơi nhỏ chị Quyên ơi. Alo, Dạ. nghe rõ hơn chưa Dạ ha? dạ rõ hơn Dạ, rồi. rõ hơn rồi. Chào mọi người, mình là Thảo Quyên. Mình hiện thì đang làm một nghiên cứu về tầm soát ung thư vú ở Mỹ. Thì trước khi sang Mỹ thì mình làm việc ở Bệnh viện Đại học Y Dược ở khoa chẩn đoán hình ảnh. Thì thật sự là mình cũng có duyên được biết bác sĩ Quý, cho nên là hai chị em cũng nói chuyện cũng được kha khá, rồi cũng chia sẻ nhiều thứ mà mình rất là thích và rất là ủng hộ cũng như ngưỡng mộ những cái công việc mà Quý đã làm cho cộng đồng bệnh nhân ở Việt Nam, mà cụ thể là bệnh nhân ung thư. Tại vì thật ra một trong những cái mong mỏi lớn nhất của mình á là mình sẽ có thể làm được cái chương trình tầm soát ung thư vú hợp lý và gọi là đúng bài bản cho phụ nữ Việt Nam. Đó cũng là một cái mong mỏi gần như là lớn nhất trong cái cuộc đời của mình. Chia sẻ một xíu là thật ra là hồi 19 tuổi mình cũng đã từng là bệnh nhân ung thư. Nên là có thể là mình sẽ chia sẻ chút gì đó liên quan trong cái quá trình chia sẻ của bài ngày hôm nay. Hy vọng Dạ trong vâng, tương xin cảm lai. ơn bác sĩ Thảo Quyên ạ. Phải nói bác sĩ Thảo Quyên là một trong những cái người đàn chị đã hỗ trợ cho Quý rất nhiều và cũng đã nhận lời tham gia cùng cái webinar lần thứ tư vào tháng 9 sắp tới để mà chia sẻ về vấn đề tầm soát ung thư vú và những cái nỗi lòng của bác sĩ Quyên khi làm việc tại Việt Nam ạ. Xin cảm ơn chị. Và Quý cũng nói thêm là trong chương trình này có một món quà đặc biệt vào cuối chương trình, đó là cái sự chia sẻ của bác sĩ Thảo Quyên qua một cái tác phẩm trước khi mọi người đi ngủ. Dạ vâng. Thế thì để không làm mọi người phải chờ lâu thì Quý xin dùng 10 phút để nói lại cái vấn đề, nói một về những cái cảm nhận của Quý về vấn đề làm sao để giúp bệnh nhân vượt qua những cái thử thách trong cuộc đời, nhất là khi mà phải tiếp nhận một cái thông tin xấu là bị bệnh ung thư. Mọi người thấy màn hình không ạ? Đó. Trước hết thì như mọi người thấy, trong cuộc sống chúng ta gặp rất là nhiều cú sốc. Nhưng mà cái thực tế đầu tiên mà Quý muốn nói với tất cả mọi người, mà tất cả thực ra là nhiều người dạy lại cho Quý, đó là cú sốc nào rồi cũng qua hết. Chúng ta bắt đầu cái buổi webinar với chia sẻ rất là thực tế của chị Thục Thục Túi và thấy là trong cuộc đời có rất là nhiều cú sốc nhưng mà rốt cuộc là chị vẫn có vượt qua. Và mọi người nếu được thì có thể giúp Quý comment ở trên cái phần livestream ở nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư những cái trải nghiệm gọi là sốc trong cuộc đời của mình được không ạ? Sốc mà vượt qua. Mọi người có thể nhớ ngay cách đây khoảng 5 tháng, đó là cú sốc của corona. Rất là nhiều người bảo là chắc là chuyện này là cả thế giới sắp tèo rồi. Và thậm chí là năm 2008 theo cái nhớ cú sốc Lehman Shock làm cho rất là nhiều người phải bị thất nghiệp. Mà rốt cuộc mọi mọi chuyện cũng qua và thế giới lại yên bình trở lại. Đương nhiên là nó vẫn yên bình trong cái biến động. Và đã rất là nhiều cái nghiên cứu nói về cái diễn biến của những cái sang chấn tâm lý, những cái biến động về tâm lý, đặc biệt là khi mà nghe những cái tin xấu như là bị bệnh ung thư. Thì như mọi người cũng có thể trải nghiệm, đầu tiên là cái tâm trạng là muốn từ chối, sau đó là đến tức giận, và sau đó là đến mặc cảm hoặc là rất là buồn bã và có thể trầm cảm, rồi đến cuối cùng đó là cái giai đoạn chấp nhận và sống với một cái bình thường mới. Thì để nói rõ hơn để mọi người hiểu, ví dụ từ chối là như thế nào, khi mà vừa nghe được cái tin là có thể bị khả năng ung thư
hoặc là thậm chí là bị ung thư rồi, thì rất là nhiều người vẫn loay hoay bảo là chắc không phải đâu, thế này chắc là bệnh viện này chẩn đoán sai hay là thế nào đó, và người ta loay hoay, người ta đi tìm cái cách để mà phủ định cái đó. Sau khi qua cái giai đoạn đó thì người ta bắt đầu tức giận, tại sao lại là tôi làm cái gì, tôi sống vẫn tốt, tôi sống tốt với mọi người thế này mà tại sao tôi lại bị ung thư. Nhất là trong cái cộng đồng mình lại hay có những cái tin đồn, ví dụ như là ở kiếp trước gặp ở ác cho nên là mới bị ung thư, những cái tin đồn rất là vớ vẩn như vậy, làm cho bệnh nhân rất là luống cuống với cái băn khoăn của mình. Rồi sẽ có những cái giai đoạn mình nghĩ lại chuyện quá khứ, à biết thể thấy cái cục hạch này lúc mà nó còn nhỏ thì mình đi đi khám có phải là được chẩn đoán sớm hơn hay không chẳng hạn, và cứ nếu thì và làm mất là nhiều thời gian. Và ngay cả khi mọi người bắt đầu chấp nhận dần dần thì cái việc điều trị cũng như là thay đổi do ung thư nó sẽ dẫn đến những cái tâm trạng rất là buồn bã. Nhiều người là bị trầm cảm bởi vì ví dụ như là họ không còn làm được những cái việc mà họ thích nữa. Và đến cái giai đoạn thứ tư, cái thứ năm đó là sống với bình thường mới. Thì như quý ghi ở đây đó là khoảng năm cái giai đoạn mà phổ biến nhất thôi. Nhưng mà cái hành trình của mỗi người có thể khác nhau, có một số người là bỏ qua những giai đoạn và chấp nhận rất là nhanh và nhờ vậy họ có những cái năng lượng mới. Cũng có những người khác họ mất rất là nhiều thời gian cho cái giai đoạn là tức giận rồi buồn bã, và họ cuối cùng rồi họ mới nhận ra được là những cái việc mà nghi ngờ tức giận đó nó chỉ làm cho mình mỏi mệt hơn mà thôi, và nó không giúp được gì cho tương lai của mình hết. Thì đó mới là một trong những cái mấu chốt mà quý muốn làm cái webinar này, để giúp làm sao để cho mọi người vượt qua những cái khó khăn này sớm hơn để thích nghi với cuộc sống một cách tốt hơn. Thì để mà nói cái câu chuyện sốc về ung thư này á, mình nên để tất cả mọi chuyện trong một cái tổng thể, đó là trong cuộc đời chúng ta còn rất là nhiều cú sốc, như là chị chục tuổi đã kể đó, chị bị sai tông gãy chân rồi chị phải mổ đi mổ lại rất là nhiều lần, rồi có thể là nghĩ đến mất việc. Mọi người có thể nêu thêm những cái ví dụ mà mình thấy là nãy giờ đã có ai comment chưa? Phương ơi, em có thể check giúp anh không? Dạ em đang coi anh Quý. Nếu có bạn nào comment em sẽ Có ai nói cái sốc gì ngoài về những cái sốc mà mình vừa chia sẻ không ạ? Những cái sốc mà ở tuổi mới lớn có thể là thất tình hoặc là bị bồ đá hoặc là bị thất nghiệp, thì cái đó cũng rất là phổ biến. Tuy nhiên phải nói rằng cái cú sốc do ung thư nó đặc biệt hơn những cái cú sốc khác, bởi vì trong cộng đồng cũng có rất là nhiều lời đồn ung thư là đồng nghĩa với là tử vong, mặc dù cái đó là không không có đúng, nhưng mà rất là nhiều người đồng nghĩa cái chuyện đó và người ta cảm thấy sốc thực sự về cái chuyện đó. Nhất là những bệnh nhân mà được bị chẩn đoán ung thư trong giai đoạn còn trẻ thì coi như là họ mất ước mơ, họ mất cái thời gian, bởi vì họ nghĩ rằng thời gian sắp tới là sẽ phải là điều trị hoặc là lâm vào những cái cảnh rất là khổ cùng, và cái cuộc sống thay đổi dần dần làm cho cái sức khỏe yếu đi và bệnh nhân có thể bị mất tự chủ. Thì đó cũng là một trong những cái cú sốc mà lát nữa có thể là chị chuột túi và Vân có thể chia sẻ nhiều hơn. Một cái cú sốc mà không ai biết đó là chúng ta mất đi cái mối quan hệ khi mà chúng ta phải ở nhà, chúng ta không còn được tự do bay nhảy nữa, thì những cái mối quan hệ xã hội nó mất đi. Thì quỷ muốn đặt cái ung thư trong một cái bối cảnh chung, ung thư cũng có gì đặc biệt hơn những cái bệnh khác đâu, bởi vì nếu mình nghĩ ra những cái bệnh như suy tim, suy thận mạn rồi COPD thì rất là nhiều bệnh như vậy, mọi người cũng trải qua những cái giai đoạn gần cuối là gặp những cái vấn đề mà mình vừa nói. Ngoài ra như ở Việt Nam cái tỷ lệ đang tăng dần đó là tai biến mạch máu não hoặc là những cái sự cố hàng ngày, ví dụ tai nạn giao thông, tai nạn lao động, đó có thể hoàn toàn làm thay đổi cuộc sống của mình trong tích tắc. Tuy nhiên người ta không có sợ bằng cái ung thư bởi vì người ta phải chờ, người ta nghĩ là người ta phải đối mặt với nó. Quý có lần gặp một cái sao Phương? Có hai bạn comment nãy mới có hỏi thì em không biết nữa. Dạ cho em đọc nha, tại em nghĩ có thể mọi người sẽ chia sẻ sau này. Thì bạn Minh Thu Phạm có nói là em sốc là do sợ con quá nhỏ sẽ khổ, em nghĩ nó gắn liền với chuyện ung À, đúng thư rồi. thì nó sẽ dẫn tới tử Mất vong thời sớm. gian. Bạn Lại Phạm thì
một năm trước thì bạn nghe tin chồng bị ca di căn, còn bây giờ thì bạn nghe tin bác sĩ bảo ca tái phát. Thì đó là những cú sốc mà mọi người chia À, sẻ. đúng rồi. Như vậy là trong cả cái quá trình điều trị ung thư thì vẫn còn những cái cú sốc khác mỗi lần mà chẩn đoán đánh giá giai đoạn, đúng không ạ? Nhưng mà có một cái ví dụ mà quý vị rất là đáng học hỏi, đó là một bạn khoảng chừng 25 tuổi có nói với quý là khi mà bạn ấy bị chẩn đoán là nhiễm viêm viêm gan siêu vi B, tức là một cái bệnh này nó rất là phổ biến ở Việt Nam, đúng không ạ? Và rất là nhiều bác sĩ cũng như là chương trình quốc gia muốn giảm bớt cái tỷ lệ này để mà về sau ngăn ngừa cái sự phát sinh của ung thư gan. Nhưng mà khi mà bạn này mới bị chẩn đoán là đã từng bị nhiễm thôi, nói chung là cơ thể vẫn còn khỏe và vẫn còn rất là nhiều việc để làm để có thể giảm cái nguy cơ bùng phát cái con virus này, thì những cái người ở xung quanh bạn đó đã bắt đầu xì xào để nói là tội quá, sao mày còn trẻ mà bị cái bệnh này, như là trời sập đến nơi rồi. Thì cái ví dụ này có thể thấy á, cái sốc do ung thư phần nhiều á, là do ý nghĩa của căn bệnh, từ bản thân lên mạng Google hay là gì đó, từ gán ghép những cái ý nghĩa là ung thư đồng nghĩa với chết và bắt đầu suy sụp. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người bản thân thì chưa sợ, nhưng mà những cái xì xào của người xung quanh đã làm cho người đó gọi là mất hết tâm trí. Và quý đã có những cái trải nghiệm đó, là mình đã mất khoảng chừng 30 phút cho tới 1 tiếng đồng hồ để nói, và bệnh nhân vui vẻ ra về với những cái hy vọng về cái phía trước. Nhưng mà rốt cuộc khi mà gặp cái bà hàng xóm đó, đi ngang qua chỉ cần nói câu gì đó là coi như là nằm nằm bẹp giường mấy ngày luôn. Cho nên cái nhận thức của cộng đồng về ung thư nó cũng rất là quan trọng để giúp bệnh nhân vượt qua cái cuộc sống sắp tới. Thì quý xin share cái slide này, nó hơi nhiều chữ, nhưng mà để nói sơ sơ cho mọi người hiểu là cái cách tiếp cận của bác sĩ như thế nào. Thì như mọi người biết là ung thư là một cái căn bệnh rất là tạp, nó thay đổi, nó có những cái tiên lượng thay đổi cách điều trị tùy thuộc vào cái loại ung thư, loại tế bào, giai đoạn bệnh, điều trị tiêu chuẩn là gì các kiểu, và nó còn tùy thuộc vào cả những cái yếu tố của bệnh nhân, ví dụ như là tuổi tuổi tác này, bệnh đi kèm, và ba cái loại lực mà quý hay nói trên trên diễn đàn, đó là thể lực, trí lực và tài lực, phải tùy vào những cái yếu tố đó để mà chúng ta đưa ra được cái giải pháp tối ưu để giúp bệnh nhân tốt nhất là gì. Thì đối với các bác sĩ trên lâm sàng á, cái chuyện này nó tương đương với cái chuyện là cái cơ hội chiến thắng cái căn bệnh này là bao nhiêu phần trăm, để mà từ đó chúng ta có thể tư vấn cho bệnh nhân một cách hợp lý. Thì khi mà nói về ung thư thì chúng ta sẽ nói là giai đoạn này là còn sớm hay là muộn hay là cuối, bởi vì cái khả năng chiến thắng nó sẽ khác, và cái cách để mà giúp bệnh nhân nó cũng sẽ khác, và bệnh nhân sẽ dễ, đương nhiên là giúp vượt sốc ấy, thì nếu mà là giai đoạn sớm thì rất là dễ vượt sốc, bởi vì nếu mà quý nói là cái ung thư dạ dày hay là ung thư vú này mới giai đoạn 1, hầu như tỷ lệ sống trên 50% trên 5 năm là 95% chẳng hạn, như vậy thì chắc chắn là bệnh nhân vui vẻ ra về, và cái chuyện đi điều trị là cái chuyện đương nhiên, về có cãi vợ có cãi ba mẹ cũng phải khuyên bệnh nhân đi điều trị, đúng không ạ? Và đó là một cái căn bản rất là nên đầu tư vào đó. Tuy nhiên nếu mà qua những cái giai đoạn muộn, giai đoạn cuối, lúc mà bệnh nhân thể lực bắt đầu giảm sút, thì chúng ta phải rất là cân nhắc, bởi vì cái căn bạc đó nó không còn là dễ đánh nữa, đúng không ạ? Thì lát nữa quý sẽ xin mời bác sĩ Thu Sương nói thêm một xíu về cái vấn đề này, mà để nói với mọi người biết thế nào khi mà chúng ta tiếp cận với bệnh nhân ấy, cùng là một cái chữ ung thư, nhưng mà chúng ta phải xác định được đây là ung thư còn khả năng điều trị tốt bao nhiêu phần trăm, và với mặc dù là ung thư đó, nhưng mà nếu với câu chuyện như vậy á, thì sẽ rất là dễ giúp bệnh nhân tìm thấy cái hy vọng và thực sự là gắn bó với cái quá trình điều trị để mà tìm thấy cơ hội tốt nhất để mà vượt qua căn bệnh. Thì như tiếp theo cái slide phía trước á, thì mọi người thấy á, giảm sốc cho ung thư, giảm sốc do ung thư ấy, thật ra là mình phải biết là bệnh nhân sốc vì cái gì, vì ý nghĩa của bệnh ung thư hay là vì cái sự thay đổi mà bệnh nhân sợ hay là gì đó. Thì như Quyên chia sẻ ở trước, chúng ta sẽ tiếp cận bằng hai cách. Thứ nhất là về vật chất, nếu mà chúng ta còn nói được là nhưng mà giai đoạn này vẫn còn có những phương pháp, ví dụ như hóa trị, xạ trị, mổ là có thể chữa lành được 90% 80% gì đó, thì đó là một cái thông tin rất là tốt để cho bệnh nhân có thể hy vọng. Và nếu ví dụ bị đau chẳng hạn, bệnh nhân có thể trầm cảm do đau, nghĩ là
tất cả mọi thứ đều đã kết thúc, nhưng mà nếu mà mình có những phương pháp hỗ trợ tốt thì vẫn có thể giúp bệnh nhân vượt qua được cái chuyện đó dễ dàng. Rồi như chị chụp túi nói thì đã rất là buồn, nhưng mà rốt cuộc cái mạng lưới hỗ trợ chị đó vượt qua những cái khó khăn cuộc sống hàng ngày cũng đã giúp cho chị giảm bớt cái sốc do căn bệnh, đúng không ạ? Thì nếu mà tóm lại thì tất cả những cái đó quý xin gọi một từ đó là vật chất, thì phải nói một điều rằng nếu mà bệnh nhân vẫn còn phương pháp điều trị hóa trị xạ trị, cho họ họ Google trên mạng họ có thể tìm ra rất là nhiều, nếu mà còn những cái hy vọng le lói như vậy á thì họ vẫn còn rất là thoải mái với cái thực tại của mình. Nhưng mà mình phải nói thêm một cái đó, tất cả những cái đó chỉ là vật chất mà thôi. Cái quan trọng trong cái việc tư vấn cho bệnh nhân ung thư ấy, đó là khía cạnh tâm thần, tinh thần cũng như là tâm hồn, mà rất là nhiều bài viết trên y học cộng đồng, bác sĩ Giang Phạm cũng đã có chia sẻ. Thì cái điều trị ung thư như chị chuột túi đã nói từ đầu ấy, là chúng ta phải làm sao để định hình lại cái nhận thức về ung thư liên quan tới cái việc thay đổi quan niệm với cuộc sống luôn, và kèm với quá trình chữa bệnh cũng như là do tiến triển của căn bệnh sẽ có rất là nhiều cái sự kiện xảy ra nữa và làm thay đổi cuộc sống của bệnh nhân, thì làm sao để cho bệnh nhân thích nghi tốt với cái chuyện đó và giúp họ tái thiết được cái cuộc sống mới gọi là bình thường mới đó, và vẫn có thể tìm thấy cái niềm vui trong những cái khó khăn như vậy. Thì có thể nói đây là một cái việc rất là khó nhưng mà cũng rất là dễ nếu mà chúng ta biết cách tiếp cận và hỗ trợ bệnh nhân hợp lý. Thì ở đây nổi bật lên cái vai trò của người bác sĩ, bởi vì cũng giống như là trong một cái lớp học, cô giáo dạy cho sinh viên hoặc là dạy cho trẻ em về những cái ý nghĩa của cuộc sống vậy. Khi cô giáo mà càng hay càng đưa ra những ví dụ tốt thì cái người học trò sẽ nắm được cái câu chuyện và theo được cái câu chuyện để mà tự cải tạo bản thân của mình, đúng không ạ? Nhưng mà đương nhiên phải làm rõ ở đây đó là cái vai trò của người bệnh rất là quan trọng, bởi vì cô giáo có giỏi gì chăng nữa nhưng mà bản thân người bệnh không chịu học tập, không chịu suy nghĩ và không chịu giác ngộ thì chắc chắn là sẽ mãi luồn cuộn trong cái vòng vòng xoáy của đau khổ. Và quý cũng nhấn mạnh ở đây cái vai trò của những người hỗ trợ tinh thần, đó là những người thân, những người đang sinh hoạt xung quanh bệnh nhân, hoặc là gần đây là cả những người bạn qua mạng mà có thể giúp bệnh nhân vượt qua những cái khó khăn này. Và quý hôm nay rất là hân hạnh mời được sư cô Liên Trí để có thể nói thêm những góc nhìn về mặt Phật giáo. Rồi ở đây chúng ta có cả bác sĩ Thảo Quyên cũng là có trải nghiệm của bệnh nhân và hiện cũng đang là bác sĩ và rất là quan tâm tới cái việc giúp đỡ bệnh nhân ung thư, và chị là một người công giáo thì có cái góc nhìn của người công giáo có thể giúp chúng ta hiểu thêm về vấn đề này. Thì cuối cùng xin chuyển một ít gọi là sẽ nói là những cái thứ mà mình cảm thấy trong cuộc sống, đó là cái người mà có ngộ tính càng cao thì càng dễ vượt khó, có phải không ạ? Có phải không sư cô Liên Trí? Dạ đúng rồi ạ. Để cho em hỏi lại cái vấn đề tiếp cận của người bác sĩ thì chị Sương có thể bổ sung một số cái ví dụ ở Việt Nam được không ạ? Xin chào cả nhà. Thì qua cái phần tổng quan của bác sĩ Quý, chúng ta đã cũng thấy rõ tất cả các vấn đề mà gần như là bệnh nhân với thân nhân đều phải đối mặt, và trong đó không nhỏ là cái vai trò của thầy thuốc chúng ta. Thì rõ ràng khi mà chúng ta muốn báo với thân nhân bệnh nhân về cái tình trạng của bệnh nhân của mình á, thì mỗi một cái đối tượng chúng ta sẽ thấy có những cái phản ứng gần như khác nhau, và chính vì vậy mà cái vai trò của bác sĩ để tiếp cận với cái từng tình huống nó cũng sẽ khác nhau. Chúng ta sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những cái thái độ hay cái tinh thần, cũng giống như là cái mức độ mà chấp nhận sự thật của bệnh nhân để chúng ta có thể tiếp cận bệnh nhân theo cái tình huống nào. Thì rõ ràng chúng ta sẽ có quá nhiều vấn đề để có thể nói chuyện với bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân có thể ở giai đoạn nào nè, giai đoạn nào của bệnh. Cái thứ hai nữa là ở cái giai đoạn đó thì liệu rằng chúng ta còn điều trị được đến mức độ nào. Và bệnh nhân
Và ở cái thời điểm này thì cái điều kiện của chúng ta, thí dụ như những cái điều kiện điều trị của nước 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 ta đi, nói rộng hơn, ở nước ta thì điều trị được tới đâu, ở nước ngoài thì tới đâu, mình có thể theo kịp ở nước ngoài hay không. Và thu nhỏ hơn nữa thì chúng ta có thể cho bệnh nhân thân nhân những cái thông tin về những cái điều kiện cơ sở tại tại cái cơ sở mình. Ví dụ như ở tại đây, bệnh nhân có thể được điều trị theo phương pháp gì, và cái điều đó nó có phù hợp với cái khả năng của bệnh nhân hay không. Ví dụ chi phí về phương tiện đi lại, về bảo hiểm y tế, về cái suốt cái khoảng thời gian điều trị người ta phải trải qua, tổng cái thời gian điều trị dự đoán là bao nhiêu, là mình phải cho người ta hết những cái thông tin như vậy. Và ngoài ra thì mình cũng phải cho bệnh nhân hiểu sâu về những cái tình trạng bệnh của mình. Rõ ràng ngay cái thời điểm đầu thì bệnh nhân cần phải nắm rõ để đi có một cái kế hoạch dự trù cho mình, cái bước đường tương đối dài. Và chúng ta đừng để bệnh nhân phải rơi vào cái tình huống mà nó hoảng loạn. Tại vì rõ ràng cái thời đại công nghệ thông tin mà bệnh nhân có thể search trên mạng, trên Google tìm rất là nhiều, và gần như bệnh nhân không hiểu về bệnh của mình, người ta sẽ rất hoang mang. Và hoang mang, chính cái hoang mang như vậy, đôi khi nếu bệnh nhân mà bỏ đi rồi mà đi theo những cái phương pháp khác, mà nhất là những phương pháp không có chủ đạo, thì nó là sẽ là một cái tình huống, nó là cái lỗi của bác sĩ rất là nhiều. Và chúng ta rõ ràng thấy bệnh nhân có thể mất đi những cái cơ hội, ví dụ như từ những cái bệnh mà đơn giản nó trở nên những cái bệnh phức tạp hơn, giai đoạn di căn hơn, từ những chuyện mà bệnh nhân có thể ít tốn kém nhất, thì bây giờ thì lại bắt đầu khi bệnh diễn tiến người ta phải chi phí, bỏ ra số tiền rất nhiều. Hoặc là từ cái chuyện mà bệnh nhân có thể điều trị một cái bảo tồn ít xâm lấn nhất, giữ lại chức năng cơ quan được nhất, thì chúng ta lại để bệnh nhân mất đi cái cơ hội đó. Những cái điều trị sau này nó sẽ là bệnh nhân phải có những cuộc phẫu thuật lớn hơn, hoặc là bị tàn phá nhiều hơn chẳng hạn, thì đó là những cái lỗi của bác sĩ. Chúng ta phải có cái cách để cho bệnh nhân tiếp cận với chúng ta tốt hơn và hiểu hơn, để đi một cái quãng đường dài. Gần như là tất cả các khía cạnh chúng ta phải tiếp xúc với bệnh nhân. Ngoài ra thì đôi khi chúng ta cũng phải có cái cách để hỏi thêm cái thông tin, thí dụ như bệnh nhân hiện tại làm cái công việc gì, cuộc sống là phụ thuộc vào cái nguồn tài chính từ đâu chẳng hạn. Cái đó chúng ta cũng phải cần tìm hiểu thêm để biết bệnh nhân đang ở mức độ khó khăn cỡ nào, và qua đó chúng ta cũng thể chọn lựa những cái phác đồ điều trị cho nó phù hợp. Ví dụ như một cái bệnh nhân làm văn phòng chẳng hạn, người ta có thể nhìn sử dụng những cái phác đồ nó tương đối cho ít tác dụng phụ trên những cái độc tính như thần kinh ngoại biên chẳng hạn. Thì đó là những cái tâm tư bệnh nhân hay lo lắng và bác sĩ cần phải nắm biết được. Ngoài ra thì chúng ta cũng biết rằng ở những cái đất nước mà gọi là chậm phát triển như chúng ta đi, hiện tại về cái chi phí bảo hiểm, về những cái quan tâm tới bảo hiểm y tế, gần như bệnh nhân rất là những người mà chưa có bệnh gần như là ít quan tâm. Và chúng ta phải biết để mà giải thích cho bệnh nhân, cũng như qua những cái sự kiện như thế này, chúng ta cũng mong muốn rằng tất cả những bệnh nhân, những người thân dù có bệnh hay chưa bệnh, chúng ta hãy quan tâm tới cái việc những cái chính sách của xã hội. Điều đó rất dễ cho bác sĩ đi kê toa, để cũng như là hỗ trợ bệnh nhân đi một cái đường rất là dài. Có những câu chuyện mà Ok, rất cảm ơn là chị của tội. Trường. Dạ, Thôi để thì tóm tắt một chắc xíu rồi là cho cứ cứ nói mình sẽ nghe câu Dạ. chuyện của các anh chị thì có thể cái vấn đề nó sẽ rõ hơn. Dạ vâng. Dạ. Tại vì kính thưa quý vị, ngày nay càng nhiều người được chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm, cho nên là cái từ ung thư đồng nghĩa với chuyện là tử vong chết chóc này nọ, là một cái chuyện mà mọi người không nên quá là băn khoăn về điều đó nữa. Tại vì như chị bác sĩ Sương vừa chia sẻ đó, nếu nó là một cái ung thư giai đoạn sớm thì có thể là cắt bỏ bằng phẫu thuật, sau đó là không cần phải điều gì trị nữa, bệnh nhân chỉ vào viện khoảng chừng 3 4 ngày, sau đó trở lại cuộc sống bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Rồi có thể khi mà tiến triển thêm xíu nữa thì có thể sau cái ca mổ đó là cần phải thêm hóa trị, xạ trị để mà cầm chắc hơn, cái hy vọng là không có tái phát nữa thôi.
Cho nên ung thư là sốc cực nặng, thì cái chuyện đó Quý rất là muốn mọi người hạn chế bớt bằng cái việc gì đó là tìm hiểu thông tin đúng qua những cái nguồn chính thống, qua những cái người mà hiểu biết về ung thư ở xung quanh chúng ta, để chúng ta có thêm cái động lực. Và như chị chúng tôi nói, chị ấy đã vượt qua tới 12 năm rồi, thì không có lý gì chúng ta lại không có những cái niềm tin là chúng ta cũng sẽ nằm trong cái hàng ngũ như vậy. Tuy nhiên Quý cũng muốn nói tới một cái khía cạnh rất là đặc biệt của ung thư, đó là chúng ta phải nghĩ đến một cái tỷ lệ khá lớn những bệnh nhân ung thư ở Việt Nam đang được chẩn đoán ở cái giai đoạn muộn. Theo những cái thống kê là tới hơn 60, có thể 70%. Và đó là một cái bài toán rất lớn cho các bác sĩ, làm sao để chúng ta tư vấn để mà bệnh nhân vẫn còn cái hy vọng, vẫn còn cái nhiệt huyết cố gắng điều trị, nhưng mà cũng không có tốn kém quá nhiều về những cái công sức cũng thời gian và tiền bạc trong cái cuộc sống của mình. Thì chị Sương có thể chia sẻ thêm vấn đề này không ạ? Ví dụ lúc mà chẩn đoán mà nó thật là giai đoạn đã rất là muộn rồi, không thể điều trị được nữa, thì đây là cái giai đoạn mà quý nghị rất là cần có những cái gọi là tiếp cận về mặt tâm tâm linh, về mặt tinh thần nhiều hơn là về mặt vật chất, khi mà chúng ta không còn những cái lựa chọn điều trị nhiều nữa. Nhưng mà như quý nói lúc nãy là cái vật chất đó, thì chúng ta phải bù đắp đó nó bằng cái yếu tố tinh thần như thế nào? Đối với những cái giai đoạn trễ, giai đoạn muộn thì rõ ràng chúng ta cũng về thực tế chúng ta cũng có thể hỗ trợ bệnh nhân về mặt điều trị, nó cũng có rất nhiều phương pháp để chúng ta có thể giúp cho bệnh nhân giảm nhẹ đi cái triệu chứng. Rõ ràng khi là bệnh đã xác định giai đoạn di căn rồi thì điều trị triệt để, điều trị khỏi thì không thể thôi. Chúng ta cũng cho biết bệnh nhân là ở cái giai đoạn này chúng ta có thể hỗ trợ bệnh nhân sống tốt hơn với bệnh, chất lượng sống tốt hơn với bệnh. Chúng ta vẫn có thể hóa trị để bệnh nhân giảm nhẹ triệu chứng, chúng ta có thể chăm sóc tích cực ngay từ những cái hội thảo lúc đầu mình đã nói về cái chăm sóc nâng đỡ tích cực để cho bệnh nhân giảm nhẹ. Rồi thậm chí ngay cả hiện tại những cái phương pháp hiện đại ngày nay á, thì dù ở giai đoạn trễ chúng ta vẫn còn nhiều cái phương pháp để có thể giúp cho bệnh nhân sống dài hơn. Ví dụ tôi nói một cái ung thư phổi chẳng hạn, với có sự đột biến gen chẳng hạn, thì nó cũng phù hợp với những cái điều trị và bệnh nhân có thể sống lâu dài với bệnh. Rồi ngày nay là thêm những cái phương pháp mới, ví dụ như miễn dịch ung thư chẳng hạn, miễn dịch trong điều trị chẳng hạn. Vì vậy mà khi kết luận bệnh nhân ở giai đoạn cuối, đừng 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 quá thất vọng, vì mình cũng phải hy vọng về những cái tiến bộ khoa học hiện tại và chúng ta có rất nhiều cái cơ hội để điều trị. Rõ ràng khi mà chúng ta có thể hỗ trợ bệnh nhân hết mình về những các phương pháp, ví dụ như điều hóa trị, nghĩa là gọi là điều trị cái bệnh gốc á, và kết hợp với những cái điều trị nâng đỡ, rồi kết hợp với những điều trị tinh thần. Rồi giúp cho bệnh nhân những cái giảm triệu chứng các hình thức, thì bệnh nhân cũng sẽ vượt qua tốt với cái bệnh trạng của mình. Và bên cạnh đó thì cái vai trò của điều trị tinh thần không thể là không rất là quan trọng. Bệnh nhân có thể tìm đến những cái cơ sở cũng như những cái tâm linh, rồi những cái cộng đồng, những cái hội đoàn, công tác xã hội các thứ, và người ta có thể tìm thấy những cái hoàn cảnh hay những cái sức sống, những cái năng lượng để người ta có thể vượt qua. Và rõ ràng bác sĩ cũng có những cái chia sẻ những cái tâm tư để hiểu bệnh nhân nhiều hơn, thì người ta có thể chấp nhận cái bệnh đó tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn Dạ chị. dạ xin ạ. Phải nói đây là một trong những cái thử thách của bác sĩ khi mà phải giải thích cho bệnh nhân và phải định hướng họ làm sao để thay đổi được cái quan niệm về cuộc sống, để cho họ cảm thấy mọi chuyện nó dễ chịu hơn. Thì, quý xin nhường micro cho sư cô Liên Trí để xin cô nói một ít về cái cách mà tư vấn cho những bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân mà có niềm tin về Phật giáo, có được không ạ?
Xin chào tất cả mọi người. Như vừa qua thì bác sĩ Quý và bác sĩ Thu Sương cũng đã nói nhiều về cái những đối với những bệnh nhân mà ở được may mắn được phát hiện trong giai đoạn sớm, để chúng ta thì cái đó là hoàn toàn các bạn nhờ vào cái sự hỗ trợ của cái y học và của cái sự cái định hướng phác đồ điều trị và chăm sóc của cái đội ngũ bác sĩ và sự chăm sóc tận tình của người nhà. Và nhưng như bác sĩ Quý đã nói, có một phần lớn tỷ lệ nhiều hơn là những bệnh nhân đã được phát hiện không được phát hiện trong giai đoạn sớm hơn, và hoặc là phát hiện giai đoạn sớm nhưng đã qua thời gian điều trị sau đó tái phát và trở thành giai đoạn muộn hơn và giai đoạn lần lần đã đi đến một cái giai đoạn mà dù muốn dù không rất là khó chấp nhận nhưng buộc chúng ta phải chấp nhận, đó là giai đoạn không còn thể can thiệp nhiều để có thể gọi là chữa lành. Thì đến lúc này chúng ta phải tập chấp nhận một sự thật, dù là sự thật đó không dễ dàng chút nào. Khi biết là mình bị ung thư hay người thân mình bị ung thư thì cái diễn tiến tâm lý như bác sĩ Quý đã thông qua khi nãy, tức là chúng ta không tin đó là sự thật, rồi sau đó chúng ta lại nói sao lại bất công quá, sao lại đến với tôi mà không đến với người khác, rồi mình lại nghĩ ra do một cái nguyên nhân nào đó mà mình như thế này. À, giá mà mình làm sớm hơn, mình có một cái động thái gì đó sớm hơn, bây giờ là đỡ hơn rồi. Rồi sau đó thì chúng ta là cảm thấy hụt hẫng, mất thăng bằng, hoảng loạn. Tại vì bao dự định, bao ước mơ, bao gì đó mình cứ dự tính rằng rất là nhiều trong cuộc đời, bây giờ tự nhiên cái bệnh cái làm cho mình bị gián đoạn mọi thứ. Và mình chưa hề chuẩn bị tâm lý cho cái việc này, cho mình hụt hẫng. Nhưng mà cuối cùng cái vấn đề cuối cùng vẫn phải là chấp nhận sự thật mình là một bệnh nhân. Mà khi nào những diễn tiến tâm lý đó đi qua nhanh để đến giai đoạn cuối cùng là chấp nhận, càng nhanh, càng sớm, càng xác định như vậy thì bệnh nhân sớm ổn định lại, lập lại một cái thế thăng bằng mới và bắt vào điều trị càng sớm càng tốt. Đây là giai đoạn vàng để mà điều trị. Còn nếu mất quá nhiều thời gian cho những giai đoạn cái diễn tiến tâm lý trên, rồi cuối cùng người bệnh nhân cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà nếu muộn hơn thì mình đã bỏ qua cơ hội được điều trị. Cho nên các bệnh nhân khi chúng ta bị bệnh rồi, chúng ta phải xác định đây là một sự thật. Bệnh là một phần của cuộc sống. Không bệnh này thì bệnh khác, không lúc này thì lúc khác, không ai không bệnh cả. Ung thư cũng là một loại bệnh như bao chứng bệnh khác. Nên mình xác định, mình chấp nhận mình là bệnh. Thì mình theo quan niệm của Đạo Phật là ra đi là một phần của cuộc sống, không thể thiếu mà không thể từ chối. Vì chúng ta đã đến cuộc đời này rồi, chúng ta tồn tại trong một thời gian thì chúng ta cũng phải giã từ cuộc đời này để ra đi. Tại vì cuộc đời là chỉ là quán trọ mà thôi. Như Trịnh Công Sơn đã nói, con chim ở đầu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn, tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Mình trọ thôi mà, mình tới mình trọ thì thời gian mình phải đi chứ mình lưu luyến cõi này làm gì. Cho nên không trước thì sau, không sớm thì muộn, người đi sau tiễn người đi trước, chưa biết ai may mắn hơn ai. À, cho nên mình phải xác định như vậy, đây là quán trọ. Cho nên á, ung thư không đồng nghĩa với chết. Nhiều người bệnh nhân ung thư không chết vì ung thư mà chết có thể vì căn bệnh khác, hoặc có khi chết vì một lý do nào khác, có khi rất là dớ dẫn nữa là khác nữa. Cho nên nó mình cứ chuẩn bị mình đối phó với ung thư, mình sợ ung thư nhớ khi mình chết vì những cái khác. À, cho nên á, nếu chết vì những nguyên nhân khác thì cái đó đâu ạ. À? Cho nên dẫu có chết đi nữa thì chết cũng không phải là một cái gì đó là nó quá ghê tởm. Thì vì ai cũng đi qua, tử sanh là một nhịp cầu phải qua, ai cũng đi qua cái nhịp cầu này, mình đâu có tránh được đâu mà này mình né hả? Có mình đã thấy ai đó tránh được thì mình ráng mình né, còn giờ ai cũng như nhau, cho nên kẻ trước người sau thôi. Cho nên đây là một sự thay đổi trong cái dòng sống, sống là một dòng năng lượng tuôn chảy và đây là một sự thay đổi hình thái sống, môi trường sống mà thôi. Cho nên nhớ cuộc đời là quán trọ và thân này là chúng ta tạm mượn, sống ở đời là một sự vay mượn, có những cái đoạn ta mượn ngắn mượn nhỏ. Về không khí nè, mình hít vào thở ra mấy mươi giây,
mình mượn đấy chứ. À, nước nè mình uống vào trừ nửa tiếng tới vài tiếng, à, mình bài tiết ra bằng mọi cách thì đó là mượn. À, rồi rồi thức ăn nè mình mượn đấy chứ, tất cả mình mượn. Có những khoản mình mượn ngắn mình trả và mượn nhỏ mình trả, mình không có cảm nhận được nhiều. Giống như trong cái tài khoản ngân hàng mình á, mình mượn ít ít mình trả, nó không có ảnh hưởng gì tới cái ngân khoản của mình hết. Mà nếu khi mình trả cái thân này một cái trả quá lớn, một cái sự tất toán, cho nên mình cảm thấy khủng khiếp quá. Nhưng thực ra đã có vay thì có mượn, cho nên không có chạy làng cái kiểu này. Cho nên ai cũng đã đến cuộc đời này là đã chúng ta vay cái thân này, ta là cát ta sẽ về với bụi, trả trần gian những cay đắng muộn phiền, hồn ta đó sẽ về nơi cao xanh ấy, không còn buồn lo lắng chốn trần ai. Đến một lúc nào đó chúng ta phải trả thôi, chúng ta mượn thì chúng ta phải trả. Và nên nhớ ai cũng phải một lần ra đi. Cho nên đối với những thiền sư trong đạo Phật mà người ta đã ngộ rồi, ngộ là sao? Hiểu và sống đúng theo cái hiểu của mình. Thì người ta sống chết như mặc áo cởi áo thôi. Cho nên người ta sanh như đắp chăn bông, chết như cởi áo hà. Mùa đông lạnh chúng ta lấy cái mền chúng ta đắp vào, sanh là chúng ta có thêm cái thân này, có ra có thêm. Thì khi lạnh chúng ta kéo cái mền chúng ta đắp. Còn cái chết là một cái sự ra đi, sự bớt đi. Thì chúng ta nghĩ rằng ừ mùa nóng, mùa hạ thì nóng bức chúng ta cởi bớt cái áo ra, nhẹ nhàng vậy thôi. Cái dòng sống bước qua một cái chặng mới. Nên thân người như một cái áo thôi, khi nào nó sờn cũ, nó rạn rách quá thì chúng ta phải thay chứ. Vì chúng ta có tiếc, có thương cái thân này. Giống như chúng ta có một cái áo vừa ý, chúng ta mặc trong khoảng thời gian dài. Thậm chí nhiều người gắn những cái niềm tin vô cớ với cái áo của mình. Mặc cái áo này đi thi là làm bài được nè, mặc cái áo này đi ra ngoài là có nhiều may mắn nè. Nhưng đến khi nó sờn, nó cũ, nó rách mà không thể còn giá díu gì được nữa thì sao? Chúng ta đành phải bỏ và chúng ta sắm một cái áo mới. À, cho nên á, đối với người đã hiểu rõ rồi thì chết như là thay áo thôi. Dù chúng ta có thời gian gắn bó với thân xác này, gắn bó lâu thì sanh ra tình cảm, luyến ái, muốn giữ nó, vì nó chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của cuộc đời mình. Thì chúng ta mấy mươi năm cuộc đời mà, nhưng nghĩ coi trên đời này có cái cỗ máy nào mà nó tốt bằng cỗ máy thân xác này hay không? Có cái gì mấy mươi năm bảo hành mấy mươi năm mà không bị hư bị gì hay không? Cho nên đến một lúc nào đó chúng ta phải chấp nhận đây là một cái cỗ xe, nó chạy bao nhiêu năm trong cuộc đời, nó chạy chậm ngừng ấy thời gian, nó đã rời rã, nó mòn, nó cũ, nó sờn, nó gãy, không còn ráng được nữa. Thì đến lúc chúng ta cần phải chấp nhận sự ra đi để làm mới mình. À, đối với đạo Phật thì tin tái sinh luân hồi. Nếu chúng ta những gì chất liệu chúng ta sống trong cuộc đời này về nhân cách, về cái gọi là cái tâm đức của mình, đó là chất liệu để làm nên cuộc sống tiếp theo. Nhưng những người nói rằng ô tôi vô thần, tôi không theo đạo nào hết, thì tôi không tin tái sanh, vậy là sao? Thì những gì cái sự sống của quý vị sẽ không mất đi, mà tại sao? Cái sự sống sẽ được nhìn vào những gì quý vị để lại cho con, cho cháu mình, là cái nhân cách quý vị để lại, những cái đóng góp, những lợi ích quý vị lưu dấu trong cuộc đời này. Đó là cái sống của quý vị, chứ không phải cái sự tồn tại của thân xác này. Nên bằng cách nào đó, bằng cách nghĩ của mình, để mình hiểu rằng, mình chấp nhận rằng ra đi là một sự cần thiết cho một cuộc sống mới hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên á, như Trịnh Công Sơn nói thì 100 năm là một cõi người, nhưng trong dân gian thường nói là 60 tuổi là kiếp người, phải không? Sau 60 tuổi là hưởng thọ, trước 60 tuổi là hưởng dương, tức là tuổi thọ con người tạm quy ước là 60 tuổi. Cho nên sau 60 tuổi thêm được năm nào quý năm đó, mà nếu tới được ngưỡng 70 rồi thì thêm được tháng nào khỏe là quý tháng đó, mà ai được tới 80 tuổi thì thêm ngày nào khỏe thì tính bằng ngày thôi, sự sống tính bằng ngày. Nhưng mà đến một lúc nào đó chúng ta phải hiểu rằng sự sống tính bằng hơi thở, một hơi thở ra không hơi thở vào là xong cuộc đời. Cho nên ngay cả người mình khỏe nha, nhưng trong đạo Phật thì những người tu theo đạo Phật thì luôn luôn có cái sự hành thiền. Hành thiền là sao? Ngay trong lúc mạnh khỏe mình đã thấy cái chết trong cái sống. Chúng ta đang chết trong từng ngày chúng ta đang sống đây. Và trong từng cái hơi thở, không phải đợi khi chúng ta có vấn đề về hơi thở chúng ta mới thấy hơi thở quan trọng. Mà ngay cả bình thường nếu dõi theo hơi thở, lắng nghe hơi thở, chúng ta lắng nghe được cái tình trạng sức khỏe của mình phần nào.
Cho Dạ nên vâng. phải chấp nhận một lần, ai cũng một lần ra đi hết. Do đó chúng ta chọn cách sống tích cực, sống bao lâu không bằng sống bao sâu. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Gấu rất là Sống nhiều đầy ạ. đặn chất lượng như vậy. Đó là sống với từng giây phút hiện tại trong cuộc sống một cách trọn vẹn nhất, dành những gì tốt đẹp nhất cho bản thân mình. Giai đoạn ung thư có khi đó là những cái khoảng thời gian mà ý nghĩa nhất của một đời người so với bao nhiêu chục năm trước đó. Tại vì sao? Ít ra chúng ta biết thời lượng của mình để chúng ta cân đối lại thời gian, sử dụng thời gian hiệu quả nhất. Và cuối cùng tin nói rằng, như chị Chuột Túi đã nói rằng, ung thư không phải là dấu chấm hết, và đó là cái mốc để cuộc đời chúng ta sang một trang mới, để rồi chúng ta thiết lập lại một cái thế cân bằng mới. Kính chúc tất cả những bệnh nhân ung thư, những người thân chăm sóc bệnh nhân ung thư và những người khỏe mạnh, chúng ta nhìn theo hướng này để chúng ta có cái định hướng tích cực hơn, có năng lượng được truyền cảm hứng từ những người trong cái cộng đồng cùng chia sẻ, và những các chuyên gia, và những nhất là những anh chị em đã vượt qua được những một giai đoạn dài như chị Chuột Túi. À, xin chào và xin chúc sức khỏe tất cả mọi người. Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ rất là hay của sư cô ạ. À, nói thật là khoa học và Phật giáo nó liên quan rất là nhiều với nhau, như là em học bên ngành sinh học ấy, và y học thì cũng thế. Tức là như cô nói đó, mỗi ngày chúng ta uống nước vào, chúng ta đào thải ra, nhưng mà thật ra những cái tế bào hàng triệu hàng tỷ tế bào trong người chúng ta ấy, thật ra nó đang chết đi và nó đang thay mới hàng ngày. Có thể nói là sau một tuần thì có thể các cái tế bào, hầu hết rất là nhiều tế bào trong cơ thể chúng ta đã là một người mới rồi. Chỉ có cái là cái đầu mình á, nó mặc định, nó tự suy nghĩ là à, ngày mai mình thức dậy mình sẽ là mình. Nhưng mà chính cái sự cố chấp đó nó lại gây tác dụng phụ trong rất là nhiều trường hợp, là chúng ta không thể quẳng vứt bỏ đi những cái áo cũ của mình. Thì những cái chia sẻ của sư cô rất là quan trọng để giúp cho bệnh nhân làm sao để đón nhận cái mới tốt hơn và biết thích nghi với nó. Cái sự thích nghi ở đây đó chính là tìm thấy cái hạnh phúc trong cái đau khổ của cuộc đời. Xin cảm ơn sư cô rất là nhiều Xin cảm ơn. ạ. À, chị Trực Túi và vẫn có thể góp ý thêm một xíu gì nữa không ạ? À? À, quý vừa kết nối được với là Hà Thư đang ở Canada, là người phụ trách cái session thứ hai, đó là hướng dẫn thiền online, nhưng mà đang gặp mà vấn đề về kỹ thuật ạ. À? Mọi người chờ để quý xử lý một xíu. Thì chục tuổi có thể tiếp tục cái phần thảo luận mở này bằng cái cách bằng bằng việc kể lại cái cách mà mình đã vượt qua khó khăn như thế nào không ạ? Nghe nghe sư cô nói thì thật sự con vỡ ra được rất nhiều điều. Con luôn luôn nghĩ trong lòng là ai cũng có một cái đích để đến. Nhờ chỉ là đến trước hay đến sau. Bệnh nhân ung thư chúng tôi ấy thì biết trước hơn những người khác, là chúng tôi đã biết cái đích của mình. Cái đích này đối với chúng tôi là tôi biết trước là tốt, chứ cũng không phải là không tốt, không hề nghĩ tiêu cực. Bởi vì sao ạ? Có những trường hợp ra ngoài đường bị gặp một cái tai nạn giao thông, người ta không có sự chuẩn bị, người ta bước lên một chuyến tàu cuối cùng nhưng không có sự chuẩn bị như chúng tôi. Chúng tôi bước lên một chuyến tàu cuối cùng có sự chuẩn bị, chúng tôi biết cách đặt công việc, sắp đặt những cái gì, con mình có thể học ở đâu, trường nào, gia đình mình có thể thu gom được, chẳng hạn là vun vén được. Sau này đến đến một lúc nào đó mình bước lên một chuyến tàu cuối cùng thì mình chỉ có giơ tay chào mọi người chứ không cảm thấy là hối tiếc, vì ai cũng có cái đích để đến ạ. Chúng tôi hơn những người bình thường là chúng tôi biết được cái đích đến của mình để mình chuẩn bị. Khi mình bước lên một chuyến tàu cuối cùng thì không có gì là bỡ ngỡ cả, mà lúc đấy mình chỉ có nở nụ cười và chào tạm biệt mọi người, tôi đi trước nhé. Tôi chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi. Chính Dạ vì vâng. cái điều mà tôi nghĩ đơn giản như thế thì tôi thấy rằng là tôi sống chung với ung thư, tôi thấy nó vô cùng là bình thường. Nó như một căn bệnh mãn tính thôi. Chưa chắc cái người tiểu đường hay cái người bị tim mạch mà có thể sống lâu hơn ung thư chúng tôi đâu. Cũng sáng ra là phải uống thuốc, đúng không Dạ ạ? vâng. Vâng. Anh chị, câu chuyện cái ý của chị làm em nhớ tới cái lời của một giáo sư ở Đại học MD Anderson. Ông này cũng là bệnh nhân ung thư và cũng đang là giáo sư rất nổi tiếng về ung thư vú.
Thì ông có lần chia sẻ trên Facebook là gì? Nếu mà ung thư được kiểm soát đau tuyệt vời, không có bị hề bị đau gì hết, thì nói thật đó là một cái trải nghiệm tốt hơn là bị tai nạn, tại vì họ có thời gian để dàn xếp cuộc đời của mình. À, Vân có thể nói lại cái hành trình của em từ khi năm 18 tuổi cho đến bây giờ không em? Em Em có thì chia sẻ một lần năm ngoái rồi nhưng mà anh vẫn rất là muốn nghe lại. khi sinh ra đã bị khuyết bẩm sinh, gần như 100% mọi sinh hoạt cá nhân từ thay quần áo tắm rửa là đều phải cần có một cái người khác hỗ trợ, cho nên cái việc đó nó cũng quen rồi và mình chấp nhận cái việc đó từ bé, nó không có gì quá đột ngột. Và cái ý chí của mình là làm sao để thay đổi cái cuộc sống của mình để mình không bị phụ thuộc vào người khác, không trở thành một cái người ăn xin, phải đi đi xin tiền, đi xin cơm để sống qua ngày. Làm sao mình vẫn có thể sống hạnh phúc giống như những người khỏe mạnh khác. Cái tinh thần như thế thì cứ ngày một lớn lên và bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Nhưng mà cho đến năm 2014 thì khi mà em đi khám sức khỏe thì bác sĩ nói với em rằng là em chỉ sống được có đến 5 năm nữa thôi. Tại vì cái dạng tật của em nó là như vậy. Và cũng đã có rất là nhiều người đã trải qua cái việc đó. Thường thì đến năm 18 tuổi hoặc là 30 tuổi gì đó thì mọi người sẽ ra đi. Nó là cái giống như là một cái giới hạn của sức khỏe. Thì khi mà em nghe cái điều đó thì thực sự là cũng cũng rất buồn. Không đến nỗi quá sốc nhưng mà rất là buồn. Bởi vì giống như kiểu mình có một cái deadline, mình sống 5 năm nữa và mình sẽ đi. Cho nên trong cái khoảng giai đoạn đó thì em phân vân rất là nhiều. Mặc dù là công việc cũng tốt, đời sống cũng tốt, nhưng mà mình lúc nào mình cũng nhìn cái deadline đó. Mình cứ nhìn cái mốc đó, rồi đến ngày đó là mình tèo rồi. Vậy sao mình phải học gì cho lắm, cứ ăn chơi đi đúng không? Cứ thư giãn đi, không cần học nhiều, không cần phải quá nhiều nỗ lực, cứ tà tà thôi. Em cũng bỏ qua rất là nhiều những cái cơ hội để đi học bổng, học nước ngoài này nọ cái khác, không có muốn là học. Em bắt đầu quay lại học đại học nhưng rồi em cũng bỏ, tại vì em nghĩ trời, 5 năm nữa tèo đi học đại học, bây giờ mới năm thứ nhất, 4 năm sau mất công cày cày cuốc cuối cùng lại tèo. Xong rồi có nhiều những cái chương trình học bổng và em nghĩ rằng là người ta đầu tư cho mình rất là nhiều tiền để mình đi học, cuối cùng mình tèo. Vậy thôi để cơ hội cho người khác, tức là em suy nghĩ rất là nhiều, rồi là công việc thăng tiến đổi này nọ ABC khác, thế là thôi cứ cứ nhìn và cứ nghĩ đến cái chuyện đó là thôi bye bye, không có chỉ để làm sao gọi là cuộc sống đủ ăn hàng ngày thôi, rồi các cái mối quan hệ cũng thế dần dần nó qua đi. Nhưng rồi vài năm sau đó thì em tự đột nhiên em đi lại, em bảo đấy, tại sao mình đánh cứ như thế, tại sao mình cứ sống và chờ đợi cái ngày mình chết, nó vô cùng lãng phí. Rõ ràng đó là một cái lời chẩn đoán của đằng cái lời chẩn đoán đó, mình nhiều người chẩn đoán đã nhiều người kết luận, nhưng mà tại sao không quên đi, không quên cái mốc đó đi và mình tận hưởng cái cuộc sống mỗi ngày, mình vẫn làm những cái gì mà mình muốn làm, mình vẫn theo đuổi những cái ước mơ mình đã kế hoạch trước đây, và mình tận hưởng những cái khoảnh khắc, từng cái nhịp thở giống như mình từng mong đợi, và mình vươn tới cái vị trí cũng như là cái con người mà mình mơ ước. Như vậy có hơn hay không? Em cũng không biết tại sao đột nhiên một ngày em nghĩ như vậy. Đến Phải lúc đập đầu em không? đó, xong đến lúc cuối cùng thì em nghĩ thôi kệ, bây giờ sống chết gì hên xui, kệ lúc nào chết thì chết, lúc nào sống thì sống, cứ làm cái gì mình thích thôi. Vậy thì em lại bắt đầu quay lại công việc, rồi em bắt đầu apply các cái học bổng để đi học ở nước ngoài. Em trúng học bổng của Úc rồi của Mỹ, rồi em đi học, rồi em tiếp tục phát triển những cái mối quan hệ của em, rồi em mở công ty, em kinh doanh. Công ty bây giờ thì cũng có đâu đó khoảng 80 nhân viên, rồi em tham gia nhiều các cái hoạt động xã hội. Nó cũng không phải vì cái câu chuyện mà mình sắp chết thì mình mới làm, mà nó là một cái sở thích và em thích làm những cái công việc đó. Em làm những công việc em thích và làm nó một cách mạnh mẽ hơn trước đây. Rồi đến cái lúc mà em quen chồng của em á, năm 2016, thì đó là cái giai đoạn mà em là tự nhiên em
cái giai đoạn đó em cũng lại suy nghĩ lại một lần nữa. Lúc đấy thì quen nhau 1 năm, xong nghĩ đến chuyện sống chung lâu dài và kết hôn, thì cái chuyện đó nó lại quay lại lặp lại. Và bây giờ đằng nào mình cũng thấy rằng là cái chuyện đó nó có thể xảy ra. Cái việc mà mình chết nó rất là cao á. Đôi khi nó mạo hiểm cho bản thân mình không sao, nhưng mà mình mạo hiểm cho một cái người khác thì có nên hay không? Thì em lại phân vân trở lại, thì có nên lấy chồng hay không? Mặc dù anh chồng em, anh yêu, thì anh rất là ok rồi, anh bảo anh rất là muốn kết hôn và sống cùng với em. Và khi mà kết hôn thì tất nhiên là anh sẽ phải từ bỏ rất là nhiều thứ ở bên kia. Anh đang sống ở Úc, đang công việc rất là tốt, tất cả mọi thứ đều chuẩn. Và khi mà anh, nếu mà anh sống cùng với em ở Việt Nam thì anh phải nghỉ việc, và cái cơ hội để quay lại công việc sẽ rất là thấp. Đấy, cứ suốt ngày em lại phải nghĩ lại cái chuyện đó. Nhưng rồi em nghĩ thôi không sao, chưa biết thằng nào chết trước thằng nào. Đôi khi em lại nghĩ như thế. Bây giờ là nhìn, nếu như mà mình cứ nghĩ như thế, mình sao mình cứ lo được hết tất cả mọi thứ. Cuộc sống đôi khi nó mong manh mà nó tự nhiên nó đùng một cái là về, có khi mình lại không chết mà mình lại sống rất là lâu thì sao? Cái quan trọng nhất là cái tinh thần. Em vẫn tin rằng là cái tinh thần nó rất là quan trọng. Khi mà em đã vượt qua rất là nhiều những người khác ở độ tuổi là 18 mà em đã vẫn đã sống được đến 20 mấy tuổi, thì em thấy mình đã vượt qua rất là nhiều người, bởi vì em có một cái tinh thần tốt rồi. Vậy thì mình cứ tiếp tục mình sống như vậy đi, đừng có suy nghĩ quá nhiều, đừng có đặt quá nhiều những cái thứ trong tương lai mà rõ ràng là mình không biết và không kiểm soát được. Nên thôi em quên cái chuyện đó, và cuối cùng thì em quyết định kết hôn. Rồi bây giờ tụi em sống với nhau được 4 năm rồi, và em thấy là sức khỏe của em thì càng ngày càng tốt, không có vấn đề gì. Và em đã vượt qua cái mức mà bác sĩ chẩn đoán mấy năm nay rồi, và thấy thấy đó là thật, mình thực sự là rất là may mắn, bởi vì mình không có ôm cái nỗi sợ đấy quá lâu. Mặc dù thời gian đầu thì cũng mất 2 năm đó, không ôm nó quá lâu để không không bị bỏ mất quá nhiều những cái cơ hội. May mà mình vẫn kịp chốt những cái cơ hội sau này, cho nên lời khuyên, Hay quá Vân ơi. dạ, cái suy nghĩ của em và cái mà em chỉ muốn chia sẻ với mọi người là cũng giống như là sư cô nói thôi, mình cứ sống tận hưởng từng giây từng phút, nó đến đâu thì nó đến thôi, kệ, mình cũng không cần phải tính toán suy nghĩ quá nhiều đâu. Và đôi khi mình cứ nghĩ rằng là không có mình thì người này người kia thế này thế kia, không có mình thì sẽ không ai lo cho con, không ai lo cho chồng hay cho ba mẹ, hay những cái việc dang dở thế này thế kia, nó không đâu vào đâu. Nhưng mà em nghĩ là không sao đâu, có mình hay không có mình thì tất cả mọi thứ mọi người ấy đều sẽ học được, sẽ thích nghi được. Và mình cũng cũng không nên phải lo lắng, biết đâu nhiều khi em có khi lại tốt hơn, nên không biết được. Và mình cứ đến đâu tính đến đó đi. Bây giờ thì cứ vui vẻ sống, vui vẻ chấp nhận cái chuyện đó và điều trị bệnh thôi. Mà cái quan trọng nhất vẫn là tinh thần, làm sao cho tinh thần của mình nó tốt là được. Em sẽ gọi Tuyệt cho vời Vân ơi, anh gọi chỉ xin dùng khoảng chừng 2 phút để anh định trình một cái này. Rất là nhiều người hỏi quan tâm và rất là nhiều bác sĩ cũng gặp sai lầm, đó là nói tiên lượng của bệnh nhân. Giống như em, tự nhiên ông nào ông Google xong ông bảo là 15 20 tuổi gì đó làm chi cho nó, bởi vì nói về tiên lượng là nó sai rất là nhiều. Trừ khi đó là một người nằm liệt giường không còn ăn uống gì được nữa thì nhắm mắt cũng có thể nói được là tao còn chỉ bao nhiêu nói bao một nhiêu. câu thôi. Dạ. Mình luôn luôn nói với đồng bệnh của mình là không ai có quyền nói tôi sống được bao lâu, Đúng rồi. không ai có quyền nói câu đấy với tôi, bởi vì là sống bao lâu không quan trọng, mà quan trọng tôi sống như thế nào. Dạ. Bây giờ nó được 3 tháng, được 5 tháng hay 6 tháng, tự nhiên người ta buông xuôi. Đấy cũng là một cái mà mình nghĩ là các bác sĩ bây giờ cũng tránh, không bao giờ nói. Dạ vâng. Thật ra nó có rất là nhiều góc nhìn dạ. Là bỏ phí mất 2 năm đúng không Vân? Đúng rồi. Dạ. Đấy, rất là lãng phí. Em đã bỏ rất là nhiều những cái cơ hội, mà cũng rất là Rất may nhiều cơ hội. mình nhận ra là mình không cần phải quan tâm đến những cái chuyện đó nữa. Nó đến đâu thì đến thôi, mình vui vẻ chấp nhận. Cái gì nó cũng tốt cũng được, mà xấu cũng được, khi nào cũng được.
quan trọng là mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút mình cảm thấy vui vẻ, happy là được. Đây, đây giới thiệu mọi người, đây là chồng của em, anh Miu. Hello. 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 Want to say anything? I'm sorry. I'm Cảm ơn Niu là luôn luôn ở bên cạnh Vân nha. sorry. Tuyệt vời đấy. Thì em thấy chồng em cũng khá là suy nghĩ giống em, bởi vì là anh ấy nhiều khi là mọi người cũng cũng hỏi tại sao anh ấy chơi một cái bài hơi rủi ro á, nhưng mà anh cũng nói rằng là không có sao hết, cái quan trọng là mỗi ngày mình sống như thế nào, mình có cảm thấy vui với về vui với cái người bên cạnh hay không, không quan trọng là nó được bao lâu. Được Dạ đến vâng. đâu thì đến thôi, nên Thật là mục ra của em cho anh bổ sung một một ý nhỏ nữa thôi, đó là bệnh nhân rất là hỏi thích hỏi về tiên lượng, nhưng mà bác sĩ á, như quỷ á, hoặc là chị Sương sẽ hỏi ngược lại tại sao anh muốn biết cái điều đó. Nếu đó là một cái việc quan trọng để mà anh lập cái chương trình của cuộc đời, ví dụ anh muốn đi du lịch Đà Lạt, Hawaii gì đó cho biết chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ giúp anh theo cái plan đó, đó là lên chương trình thì chúng ta nên biết đại khái đúng không ạ? Hoặc là biết là nên thôi giao lại sổ tài khoản ngân hàng cho vợ sớm hay gì đó, thì cái đó là nên biết. Chứ còn nếu mà biết chỉ chơi chơi thì hầu như là không nên biết làm gì, bởi vì rõ ràng như Vân nói bây giờ đấy. Và Quỷ có một cái comment này mà từ cái câu chuyện của Vân mình nhớ lại, bởi vì Quỷ thì không có đọc, không phải là con chiên, nhưng mà vẫn có đọc Kinh Thánh và cũng có thấy những cái người khuyết tật họ nằm suốt ngày, nhưng mà rốt cuộc trên môi họ vẫn nở ra nụ cười, thì và họ vẫn tiếp tục nói chuyện với cuộc sống để tạo nên cái cảm hứng cho người khác. Thì đâu là cái sự khác nhau, cũng là người khuyết tật với nhau, nhưng mà tại sao lại có những người giống như Vân, giống như chụp túi như vậy vẫn sống vui vẻ như vậy được? Thì khi mà quý đọc trong Kinh Thánh đó, thì nó ghi là nếu mà bạn cho đi thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Thì không biết cái điều này chị bác sĩ Quyên có thể chia sẻ thêm không ạ? Alo, chào mọi người. Cũng không biết chia sẻ như thế nào về cái gọi là mình cũng không phải là một người như là linh mục hay là master để mà mình nói về cái khía cạnh tôn giáo trong cái lĩnh vực này. Thì mình chỉ xin phép mình chia sẻ cái trải nghiệm riêng của bản thân mình á, về khi mà mình thực hành về cái tôn giáo của mình trong cái quá trình mình nhận biết tin bệnh rồi trong các quá trình điều trị hay là gì đó thôi. Thì mình cũng chia sẻ ngắn ngắn chút xíu. Tại thật ra mình chắc mình cũng không biết, trong may mắn trong kép á, là cái lúc mà mình bệnh á, thì mình cũng còn nhỏ, mình chỉ là sinh viên năm thứ nhất của trường y thôi. Thì lúc đó là chỉ thấy là mình có vẻ mập hơn, rồi thấy đau bụng. Thì đến đến khi mà đi khám á, thì mới phát hiện ra là mình có một khối u rất là to, to lắm. Thì cái lúc mổ ra thì thật ra cái lúc đó thì cái phương tiện chẩn đoán không có thể chẩn đoán được nó là lành hay ác. Ngay cái hình ảnh lúc đó, tại vì cách đây cũng 22 năm rồi, thì cái lúc đó mình chỉ nói à cái này nó đang hướng ác và nó to, thì bây giờ người ta sẽ quyết định mổ. Thì khi mà mổ ra thì ba mẹ mình vẫn nói hoài là không bao giờ quên được cái hình ảnh đó, tại vì thật ra là cái bác sĩ mà mổ cho mình á thì là bác sĩ cũng giống như là người thân trong nhà, cho nên mời ba mẹ mình vào để xem. Và nói là mẹ nói là cái khối u đó nó gần 3 kg. Lúc đó thì mình nhỏ xíu à. Thì lúc đó thì theo như bên đạo của mình đó, thì với những cái kích thước lớn như vậy thì trong mặt kép bây giờ mình nhận được phép lạ, thì mình đã sau đó mình không có cần phải hóa trị xạ trị gì hết, giải phẫu xong, phẫu thuật xong là ổn. Và sau đó thì mình coi như là nhận được một phép lạ, vì rất rất là nhiều người cầu nguyện cho mình. Thì bên đạo mình, bên đạo Thiên Chúa thì người ta hay kêu một lời cầu nguyện có thể không có góp gió thành bão, nhưng mà rất nhiều lời cầu nguyện thì tự nhiên nó thành giống như một cái làn sóng vậy đó. Thì link một xíu về những cái người chẳng hạn như mình không có tôn giáo á, thì người ta sẽ kêu hay dùng chữ năng lượng á. Nhiều người sẽ có cái năng lượng tích cực, thì cái đó nó truyền đến cho mình. Thì mình may mắn mình nhận được điều đó từ gia đình, bạn bè, thầy cô, rồi rất có thể cả những người mà mình chưa từng gặp, nhưng là bạn của ba mẹ mình và bạn của bạn, rồi khi mà nghe kể về mình thì mình nghĩ đó là cái rất là quan trọng. Và quan trọng lúc đó là mình nghĩ là mình muốn sống. Mình muốn sống thì mình nói ô mình còn trẻ quá, mình có quá nhiều thứ. Ô mình mới học năm thứ nhất mà mình thích làm bác sĩ, thì tại sao mà mình lại phải ra đi? Nó ok, mình cứ sống được như thế nào mình sống có ý nghĩa nhất có thể. Mình nghĩ cái điều đó rất là quan trọng. Đầu tiên là mình phải vượt qua được cái sốc tâm lý là ừ
chuyện gì đến thì cũng đến, mà cũng may mắn là mình học y nên mình nghĩ ô ung thư cũng chỉ là một bệnh thôi, một bệnh thì cần uống thuốc cần chữa, thì mình cứ nghĩ như vậy thì rất là cái khi mình nhìn cái bệnh đó nó sẽ đơn giản, nó không có quá phức tạp như là ung thư là chết, không hẳn. Mình chỉ muốn chứng minh ok mình cũng là một bệnh nhân ung thư và mình đã sống năm nay là được tới 22 năm rồi. Vâng, Đó xin cảm ơn là như vậy. chia sẻ của bác sĩ Quyên. Thật ra là Quyên rất là muốn để cho mọi người nghe những cái chia sẻ này, bởi vì có những bệnh nhân đang còn trong độ tuổi rất là trẻ, và chính những cái câu chuyện của chị Quyên là đã gây cảm hứng cho mọi người rất là nhiều. Tại vì bây giờ người ta Google rất là dễ, phát đồ đó tỷ lệ thành công bao nhiêu thì tự nhiên biết những cái thông tin đó nó sẽ làm cho mình thêm buồn bã lo lắng và quên đi cái việc là phải tập trung vào cái cuộc sống hàng ngày làm sao cho nó ý nghĩa nhất. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và có lẽ là ngồi nói chuyện khá là lâu rồi, cho nên là cuối cùng xin mời mọi người sang phần thứ hai, đó là tập yoga online với huấn luyện viên từ Canada là bạn Hà Thư, mà quý đã quen từ cách đây 10 năm, nhưng mà gần đây mới biết là bạn đang là một trong những huấn luyện viên chuyên nghiệp về yoga. Hà Thư có thể thử thử test mic được không ạ? Và mọi người ơi, bây giờ cũng là 9 giờ rưỡi ở Việt Nam rồi, sức trước đi ngủ, thì mọi người cũng cố gắng vừa xem huấn luyện viên vừa tập làm theo ha, không ai quay camera đâu lo, vì lát nữa nó sẽ share màn hình luôn, thì mọi người tập theo để cố gắng hiểu những cái điều mà huấn luyện viên chia sẻ và có trải nghiệm thực sự, và nếu được thì sau đó comment lên trên Facebook nha. Cảm ơn. Thì có thể share màn hình luôn nha, để cho mọi người thấy em rõ hơn. Thì anh Em để như thế này có rõ không ạ? Em cảm ơn bác sĩ Quý ạ. Xin không được. chào các bác sĩ ạ. Xin chào sư cô và xin chào toàn thể các anh chị và các bạn đang theo dõi ạ. Em để màn hình như Em vậy có rõ không ạ? Màn share hình màn hình to lên to ạ. luôn. Em share screen luôn. Share À screen. đây rồi, đây rồi, đây rồi. À, được ra mà. Được không ạ? Vâng ạ. Dạ, hôm nay xin cảm ơn anh bác sĩ Quý và các anh chị bác sĩ cũng như là các anh chị ở trong nhóm cho em được phép chia sẻ cái một vài cái động tác yoga rất đơn giản giúp mọi người thư giãn và cũng như là giúp cho mình có một cái giấc ngủ sâu hơn, lắng nghe bài tập hôm nay một cách trọn vẹn hơn và sau đó bước vào giấc ngủ một cách an lành. Thì bài tập hôm nay của mình trong vòng 10 phút thôi rất là đơn giản. Em xin phép được bắt đầu luôn. Thế thì mình có thể các bạn nào mà đang ngồi trên mặt đất như em thì mình có thể ngồi xếp bằng hai chân ngồi trong tư thế nào bất cứ tư thế nào cảm thấy thoải mái. Còn các anh chị và các bạn nào đang ngồi trên ghế để theo dõi màn hình thì chúng ta cứ giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế không ảnh hưởng gì hết. Mình có thể ngồi trên ghế và mình buông hai chân xuống làm sao cho hai bàn chân của mình chạm được với mặt đất nha mọi người, và cố gắng chúng ta ngồi giữ cho cột sống được thẳng. Và nếu mà ghế không có dựa lưng chẳng hạn, không dựa lưng vào ghế mà mình giữ cho cuộc sống được thẳng, hai cái đáy xương chậu, hai mông của chúng ta, xin phép check tin nhắn, hai hông của chúng ta nhấn trên mặt đất hoặc là hai hông của chúng ta nhấn trên ghế tùy vào tư thế ngồi của mỗi người. Và từ đây thì mình sẽ cố gắng buông lỏng hai bờ vai, hai cánh tay và thả lỏng hai bàn tay ở vị trí nào mà chúng ta cảm thấy thoải mái và tự nhiên nhất cho mình. Các bạn đã tìm cho mình một tư thế ngồi được thoải mái chưa ạ? Chúng ta có thể thậm chí lắc người qua hai bên một chút cái bài hôm nay nói chuyện. Mình có cảm thấy trong cơ thể mình có mỏi mệt hay là đau nhức ở đâu không? Mình căn chỉnh cái tư thế ngồi của mình thật là thoải mái ở đây. Và từ từ chúng ta sẽ kéo hai vai của mình lên và xoay nhẹ hai vai ra sau. Mình mở được ra trước, cúi nhẹ cằm về phía ngực của mình. Cảm thấy cuộc sống của chúng ta được thẳng, đỉnh đầu hướng thẳng với bầu trời, ngồi trong tư thế này hoàn toàn vững chãi, ổn định nhưng đồng thời hoàn toàn thả lỏng và cảm thấy thoải mái. Bạn nào mà đã thiền tập Thưa ơi, xin lâu anh thì xin mình hỏi chỉ chịu ạ. Thưa anh thiền xin tập hỏi nha, anh có thể chuyển cái host lại cho anh được không? Em chuyển cái host lại cho anh để anh show cái màn hình bên em to ra. Tại vì bây giờ mọi người kêu là dạ hình vâng ạ. em chuyển cái host lại cho anh được không? Anh qua cái phần Dạ. Em chuyển host lại. Ok anh ạ. Setting. anh thật xin lỗi mọi người nha, tại vì chưa làm
Dạ Hiểu xin lỗi mọi không? người, hôm nay em cũng dùng cái máy mới này nên là cũng chưa biết được là Nghĩ nếu chị Hà Thư chuyển qua dạng speaker view á thì À, chắc đây là là cũng ngon hơn. chuyển speaker view được À chuyển rồi. Em đã chuyển rồi chưa ạ? Dạ chưa. Anh Quý Chưa ơi đã được chưa ạ? chưa chưa vẫn là em đang là Chưa host. được ạ. Vẫn là host. Em đã chuyển rồi ạ. Ok, giờ rồi. Xin lỗi mọi người nha. Mời thầy tiếp tục đi ạ. Giờ màn hình của em đang là chiều to rồi đấy. Dạ, Rồi mình sẵn sàng rồi. Rồi, mời thầy tiếp tục nha. Rồi rồi. vậy là chúng ta quay lại tư thế ngồi thẳng nha mọi người. Giữ cho cuộc sống mình được thẳng nào. Chúng ta cần giữ cho cuộc sống được thẳng, lưng duỗi thẳng. Đỉnh đầu hướng lên bầu trời nha. Cùng nhau mình lắc nhẹ người qua trái qua phải, chút điều chỉnh tư thế ngồi thấy thoải mái nhất cho mình. Hai cánh tay mình buông xuôi, hai bả vai mình buông xuôi một chút. Và ở đây trong tư thế này thì em mời mọi người là nhắm nhẹ đôi mắt của mình lại 1 giây cũng rất là nhỏ thôi, và bắt đầu từ từ tập trung vào hơi thở của mình. Chúng ta bắt đầu làm chủ hơi thở của mình. Hít vào một hơi thật là sâu, cảm nhận hơi thở của chúng ta thả lỏng các cơ trên khuôn mặt, làm đầy lồng ngực và thành bụng, và thở ra một hơi thật là dài và nhẹ nhàng. Từ từ thả lỏng hai đầu vai buông xuôi xuống, thả lỏng hai đùi và thả lỏng qua bụng. Lặp lại một lần nữa, hít vào một hơi thật sâu, sâu nhất có thể của ngày hôm nay, hoặc thậm chí có thể sâu nhất trong cuộc đời của mình, căng tràn lồng ngực, và thở ra rất nhẹ nhàng một hơi thật giãn, thở ra tất cả những gì không cần thiết cho bản thân mình. Lặp lại một lần nữa, giữ cho mắt nhắm, hít vào một hơi thật sâu và thở ra một hơi thật là dài. Hơi thở có thể là cái nguồn năng lượng chữa lành rất là tốt cho cơ thể và tâm trí của mình. Một lần nữa em mời mọi người lần này hít vào qua mũi thật sâu, làm đầy lồng ngực, và thở ra mở nhẹ miệng. Lần này chúng ta thở ra qua miệng. Lặp lại phương pháp thở là một lần nữa, hít vào qua mũi, thở ra mở nhẹ miệng, thở ra một hơi thật dài và buông lỏng toàn bộ các cơ ở xung quanh vùng cổ, vai và gáy. Cảm nhận cơ thể của chúng ta vô cùng thư giãn. Thể nở nụ cười làm biếu, hít vào một hơi thật sâu, đưa hơi thở xuống bụng và thở ra mở miệng thư giãn. Từ từ mình kết hợp hơi thở với chuyển động, mình bắt đầu chuyển động rất là đơn giản. Hít vào nâng nhẹ hai tay của mình lên cao nha cả nhà, hít vào đưa hai tay lên cao. Và nếu có thể bạn nào mà không cảm thấy có đau mỏi gì thì chúng ta có thể nhấc được hai tay đỉnh đầu được thì rất là tốt nào. Và thở ra chúng ta bắt đầu đưa hai tay trả về vị trí cũ, tiếp tục chuyển động đơn giản này nha. Kết hợp hơi thở và chuyển động là điều quan trọng nhất. Hít vào căng tràn đón nhận, nếu có thể mở lồng ngực ra phía trước và từ từ chúng ta nhìn lên theo các ngón tay. Thở ra buông nhẹ hai tay. Chúng ta có thể thở ra qua mũi hoặc nếu cảm thấy thoải mái mình giữ cho hơi thở thở ra qua miệng. Hít vào nâng hai tay lên cao và thở ra buông hai đầu gối xuống mặt thảm, hoặc là chúng ta thả nhẹ chân trên ghế. Một lần nữa hít vào mở rộng lồng ngực, hướng lồng ngực về phía trước, ngẩng nhẹ đầu mắt nhìn lên theo các ngón tay và thở ra. Lần này chúng ta đan hai tay vào nhau, và nếu có thể thì mình đặt hai tay ở sau gáy của mình. Ở trong tư thế này,
vào, đưa hai cổ tay ra phía sau, mở lồng ngực ra trước, hướng gáy nhìn lên cao. Và thở ra, chúng ta khom lưng cằm kéo về phía ngực, hai khuỷu tay chúng ta kéo vào nhau ở phía trước. Mình làm mềm dẻo cho cái phần cột sống của mình một chút, hít vào và kết hợp hơi thở mở ra phía trước, nhìn lên. Thở ra, khom lưng, thở hết ra nha cả mọi người. Mình cố gắng tống hết tất cả những ứ đọng trong cơ thể ra bằng hơi thở ra. Và tiếp tục một hơi thở hít vào, mở rộng ra phía trước. Hít vào để đón nhận năng lượng tích cực mới. Và thở ra cho đi những gì căng thẳng, lo lắng mà cơ thể mình có thể có. Một lần cuối cùng ạ. Hít vào, mở ra phía trước. Chuyển động nhẹ nhàng trong phạm vi chúng ta có thể thôi. Và mở, hít thở ra. Hít vào, đưa hai tay lên cao một lần nữa ạ. Thở ra, chúng ta đưa hai tay hình chữ T sang hai bên, cúp hai lòng bàn tay của mình hướng xuống mặt đất. Hít vào ở giữa, mở xương quai xanh hướng ức của chúng ta ra phía trước, mắt nhìn lên. Và thở ra, kéo nhẹ ngửa trên thân người sang phía bên phải. Kéo đến trong phạm vi của chúng ta căng giãn cơ thể. Hít vào, trở về giữa. Thở ra, kéo vào về giữa, hơi thở dài đến đâu thì chuyển động của chúng ta chậm đến đó. Điều quan trọng nhất là kết hợp được hơi thở và thở ra bằng phải. Làm rất chậm như thể là mình đang chuyển động trong một cái bình mật ong vậy. Và hít vào về giữa ạ. Thở ra qua trái ạ. Hít vào một lần cuối cùng về giữa. Thở qua phải. Hít vào trung tâm, thở qua trái. Hít vào về giữa, ngửa hai lòng bàn tay lên một lần nữa, cơ hội để chúng ta mở lòng ngực ra phía trước. Thở ra, lần này mình sẽ xoay nhẹ người sang phải ạ. Và đầu tay trái, bàn tay trái chúng ta đặt lên đầu gối phải. Bàn tay phải mình có thể đặt ra sau lưng nếu các bạn đang ngồi trên mặt đất, hoặc là đặt trên thành ghế của mình nếu mà các bạn đang ngồi trên ghế. Và hướng ánh nhìn qua vai phải căn phòng. Vẫn tiếp tục kéo hẳn đỉnh đầu tới bầu trời, giữ cho cuộc sống mình căng giãn ở trong cơ thể này. Hít vào, từ từ đưa cơ thể chuyển động về giữa một lần nữa, mở hai tay ra hình chữ T, ngửa hai lòng bàn tay lên cao và đón nhận bằng một hơi thật. Hít vào thật là sâu. Và thở ra, xoay người qua trái, bàn tay phải, đặt lên đầu trái, bàn tay trái đặt ra phía sau. Mắt một lần nữa, hướng ánh nhìn qua vai trái. Lặp lại một lần nữa, nếu mà tư thế này, cái chuyển động này làm cho mình cảm thấy đỡ mỏi thì mình có thể lặp lại một lần nữa. Hít vào, ngửa lòng bàn tay, thở. Hít vào, về giữa, ngửa lòng bàn tay, thở ra, xoay qua trái. Hít vào, trở về giữa. Thở ra, đặt bàn tay phải của chúng ta xuống mặt đất, hoặc là bạn nào đang ngồi trên ghế mình có thể đặt lên trên thành ghế. Và đưa tay trái ép vào mang tay, vươn toàn bộ phần trái của cơ thể sang bên phải, căng duỗi nửa trái của cơ thể. Bạn nào đang thấy hông có mông trái của mình nhấc lên, không cần bám vào một mặt ghế hoặc là mặt đất, thì chúng ta chủ động kéo hông của chúng ta nhấn sâu xuống mặt đất. Vươn và căng duỗi kéo dài ngón tay trái của mình ra phía xa. Hít vào, trở về giữa. Thở ra, đổi bên sang trái. Căng duỗi phần phải của cơ thể. Mắt nhìn lên cao ạ. Các bạn không cần nhìn màn hình, chúng ta có thể nhìn lên cao. Mở rộng lồng ngực, cố gắng xoay mở lồng ngực của mình hướng lên bầu trời. Hít vào, trở về giữa. Thở ra, chúng ta đan hai tay vào nhau ở đằng sau lưng nha. Mình đan hai tay ở nhà đằng sau lưng và cố gắng mình sẽ hướng ngực của mình ra phía trước. Mình hơi siết nhẹ bụng của mình lại, thóp bụng vào trong và hướng ngực ra phía trước. Hít vào, mắt nhìn lên, kéo hai tay lên cao để tạo cái cơ thể cho hết. Và thở ra, cùng gập hai khuỷu tay của chúng ta lại. Cùng gập hai khuỷu tay của chúng ta lại và đặt cả hai bàn tay sang phía lườn trái. Phía lườn trái ạ.
người đã làm được chưa? Hít vào, chúng ta nghiêng người qua phải. Thở ra, trở về giữa. Hít vào, nghiêng qua trái. Thở ra, trở về giữa. Và lần này mình sẽ cùng nhau xoay đầu theo chiều kim đồng hồ để làm mềm các cơ cổ. Ba vòng, vẽ những vòng thật là lớn. Và nếu có thể một lần nữa chúng ta kết hợp với hơi thở, hít vào, ngả đầu ra sau. Và thở ra, đỉnh đầu hướng ra phía trước, xoay những vòng chậm chậm. Cảm nhận sự thay đổi và căng duỗi của cơ cổ khi chúng ta làm chuyển động vòng tròn như thế này. Mỗi lần hít vào, ngả đầu ra sau, căng mở lồng ngực ra phía trước. Và mỗi lần thở ra, chúng ta thả nhẹ cằm về phía ngực, xoay đỉnh đầu ra phía trước. Đưa cổ trở về giữa. Mình sẽ lặp lại cái vòng xoay này theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Và hít vào, ngả đầu ra sau. Thở ra, ngả đầu trước. Ba vòng kết hợp cùng với hơi thở. Và nếu mà bạn cảm thấy thoải mái thì mình có thể nhắm mắt lại để cảm thấy những cái chuyển động của cơ thể nhiều hơn. Từ từ mình đưa đầu trở về giữa. Hít vào, một lần nữa thả hai tay về giữa ra sau, kéo hai tay ra xa thân người. Cảm thấy hai bả vai của mình sao đang được siết về phía nào. Và thở ra, đổi lên đặt hai bàn tay của chúng ta qua bên người phải, hai bên người phải. Hít vào, mở ngực ra trước. Thở ra, nghiêng người qua phải. Hít vào, về giữa. Thở nghiêng qua trái. Hít vào, về giữa. Thở ra, xoay đầu theo chiều kim đồng hồ. Ba vòng. Và khi chúng ta đưa đầu trở về vị trí trung tâm, cùng nhau xoay đầu ngược chiều kim đồng hồ ba vòng. Đưa người trở về vị trí ở giữa, hít vào một lần nữa, hai tay trở về vị trí trung tâm, kéo hai tay ra xa tay xa thân người và thở ra, buông hai tay trở về đầu gối. Hít vào, đưa hai tay song song với cả mặt đất và gập khử tay của chúng ta lại. Hai bàn tay của mình xòe rộng ra, hướng ra phía trước, mình mở rộng các ngón tay, căng giãn toàn bộ các ngón tay, cảm thấy vùng da ở giữa các ngón tay của mình căng giãn. Và chúng ta sẽ cùng nhau hít vào, kéo hai khuỷu tay mình về đằng sau, mở ngực ra trước, mắt nhìn lên và thở ra. Hít vào, kéo hai khuỷu tay, thở. Hít vào, căng mở và thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào một lần cuối cùng ạ. Và thở ra. Buông hai tay trở về với đầu gối của mình ạ. Ở đây mình sẽ cùng nhau kết thúc cái chuỗi căng duỗi cơ thể rất là ngắn này, ở trong một lần nữa trong tư thế ngồi thẳng. Và cuộc sống chúng ta được kéo dài, căng duỗi từ đỉnh đầu tới bầu trời. Và buông nhẹ hai vai, hai cánh tay. Ngồi thật là thẳng, thật là vững chãi, thật là thoải mái. Và xin mời các bạn cùng nhau nhắm đôi mắt của mình lại. Nếu mà mình cảm thấy thoải mái, có thể lắng nghe theo lời hướng dẫn của mình qua âm thanh, mà chúng ta không cần nhìn vào cái màn hình, thì chúng ta cho đôi mắt của chúng ta được nghỉ ngơi trong một vài giây phút thôi, nhắm nhẹ đôi mắt của mình lại và từ từ thả lỏng toàn bộ các cơ trên khuôn mặt.
thả lỏng vùng trán, hai thái dương, thả lỏng các cơ quanh mắt, má, miệng, hai tai, thả lỏng hai bờ môi, thả lỏng toàn bộ các cơ quanh cổ, vai, hai cánh tay và hai bàn tay buông xuôi ở bất cứ vị trí nào cảm thấy tự nhiên cho bạn. Và từ từ chúng ta một lần nữa đưa ý thức của mình tới hơi thở, nguồn năng lượng chữa lành vô hạn mà chúng ta có sẵn bên trong chính mình. Một lần nữa thử làm chủ hơi thở của mình, hít vào những hơi thật là lớn, căng mở lồng ngực, đón nhận năng lượng mới tích cực vào trong lành, và thở ra cho đi những gì căng thẳng mệt mỏi mình không còn cần đến cho bản thân nữa. Một lần nữa hít vào để đón nhận năng lượng tích cực. Ta thở ra cảm nhận chúng ta vô cùng thoải mái, thư giãn, thảnh thơi. Một lần cuối cùng hít vào, đón nhận năng lượng và ánh sáng. Ta thở ra thả lỏng, thư giãn và thảnh thơi. Cùng nhau mình đưa hai tay ra trước ngực ạ. Mình chắp hai bàn tay của chúng ta ra trước ngực nếu mà bạn cảm thấy thoải mái. Và tay cúi nhẹ đầu về trước. Mình cảm thấy trong tâm hồn chúng ta tràn đầy năng lượng tích cực và lòng biết ơn cho chính bản thân mình, cho những người xung quanh, cho các bác sĩ và các anh chị ngày hôm nay đã tổ chức cái webinar cùng có ý nghĩa cho xã hội này. Xin cảm ơn các bạn. Namaste. Namaste. Vâng, xin cảm ơn huấn luyện viên Hà Thư. Đây là mọi người thấy thế nào ạ? Có thể comment vài lời để cho ban tổ chức thu thập lại sau cái buổi webinar này không? Em buồn ngủ chiếu mắt rồi, em cứ tập hít thở là buồn ngủ. Có thể nói là mọi người đã thở như chưa bao giờ được thở phải không ạ? Tại vì bình thường chúng ta rất là ít ý thức cái hơi thở của mình. Cũng như quý này giờ ngồi dần chương trình nói chuyện căng thẳng quá, hình như là ngừng thở rồi đó. Nhưng mà nhờ 10 phút của huấn luyện viên như này là mình đã thật sự trở về là cái trạng thái khá là cân bằng và thoải mái trước khi ngủ. Cảm ơn huấn luyện viên Hà Thư rất nhiều. Bình thường bạn ấy cũng có làm cái chương trình yoga online với rất nhiều bạn ở Nhật. Và đây là lần đầu tiên mà Thư nhận lời tham gia với lại y học cộng đồng. Xin cảm ơn Hà Thư rất nhiều. Cảm ơn bác sĩ Quý và cảm ơn các anh chị ạ. Hy vọng được đóng góp vào những cái buổi lần sau nữa ạ. Vâng, xin cảm ơn em. Kính thưa quý vị khán thính giả, bây giờ cũng đã gần 10 giờ đêm ở Việt Nam rồi. Quý xin trở lại phần 3, đi thêm một xíu nữa để phỏng vấn bạn Vân và chị Chuột Túi về những cái khó khăn của bệnh nhân, có thể là bệnh ung thư cũng như là người khuyết tật khi mà phải phấn đấu trong xã hội hiện nay. Thì như mọi người biết đó, cái phần trình bày và phần thảo luận lúc nãy á, đã làm rất là nổi rõ cái vai trò của những người bệnh, vai trò của những người xung quanh và vai trò của bác sĩ trong cái việc là chúng ta phải nhận thức thực tại, chấp nhận thực tại và từ đó cùng chiến đấu với nhau để hướng tới những cái mục tiêu chung mà khả thi ở trước mắt. Thì tuy nhiên ở Việt Nam còn có những cái khó khăn, phải nói là còn rất nhiều khó khăn, bởi vì cái sự hỗ trợ cho người khuyết tật, cho bệnh nhân ung thư cũng như là những cái bệnh khác vẫn còn rất là ít. Như cái câu chuyện mà một cô giáo người khuyết tật ở Nhật về Việt Nam thì có chia sẻ đó, khi mà chuyện leo lên xe bus để mà đi ra ngoài thôi đã rất rất là khó khăn rồi. Thì không biết là Vân và chị Chuột Túi có thể nói thêm một xíu là trong cái việc trở lại cuộc sống bình thường đi làm, và như Vân là tạo thêm công ăn việc làm cho người khác, thì gặp những cái vấn đề gì và đang muốn xã hội này nó thay đổi, cải thiện hơn như thế nào ạ? Em thì em thấy thế này, nó có hai vấn đề. Cái thứ nhất là về phía bên ngoài, về xã hội á, thì vẫn còn rất là nhiều cái định kiến và kỳ thị.
những cái định kiến mà mọi người nghĩ rằng là người khuyết tật hay là những cái người bệnh thì không có làm được việc vì vấn đề sức khỏe hay là vấn đề nọ kia, mà chủ yếu là vấn đề sức khỏe, thì người ta không thể đáp ứng được những cái điều kiện trong công việc. Với người khuyết tật thì có những cái định kiến hơn là về vấn đề giáo dục nghề nghiệp rồi là cái tay nghề, bởi vì thông thường là từ bé người ta bị rồi, cho nên cái việc mà tiếp cận với giáo dục học nghề á, thì là yếu hơn. Bệnh nhân ung thư thì có thể là sau này mới bị thì sẽ bị nặng nề cái việc là sức khỏe, thì em thấy nó là như vậy. Từ những cái định kiến đó thì nó tạo ra những cái rào cản, ví dụ như là không có thúc đẩy trong cái việc tiếp cận giao thông rồi công trình, cũng như là những cái văn hóa xã hội giáo dục khác đó. Thì em thấy xã hội nó thế cũng càng ngày sẽ càng đổi mới thôi, nhưng mà vẫn còn chậm, chưa thể đáp ứng được những cái mà đáng lẽ ra nên cần có. Đó là về mặt người khuyết tật. Còn cái thứ hai nữa là cái sự tự kỳ thị. Đôi khi khi là cái vấn đề kỳ thị từ bên ngoài thì nó rõ ràng rồi, nhưng mà cũng một phần nữa là những cái người khuyết tật họ tự kỳ thị chính bản thân mình. Ví dụ như nghe nhiều quá cái chuyện mà bạn không làm được việc đâu, em không làm được cái gì đâu, em chỉ nên ở nhà thôi, thì nghe nhiều dần dần á, mình sẽ tin vào cái chuyện đó và tự kỳ thị bản thân mình. Cũng như là có nhiều gia đình mà có con người khuyết tật á, thì là họ nghĩ rằng là con mình không bị khuyết tật rồi sẽ không có làm được cái gì nữa, cho nên là không đầu tư cho con học hành, cũng như là khuyên răn con nên nên ra ngoài hay để cho con theo đuổi cái việc điều mà con muốn làm. Đó đó là cái việc tự kỳ thị. Những cái hai cái yếu tố đó nó kết hợp lại, nó tạo ra những cái khó khăn để cho người khuyết tật hòa nhập với cuộc sống. Trong khi nếu như cải thiện cái vấn đề đó thì đôi khi cái chuyện người khuyết tật nó cũng chỉ là một cái hạn chế nhỏ thôi, nhưng khi mà có những cái rào cản từ bên ngoài thì đôi khi là người khuyết tật thì thành luôn là tàn tật, là bỏ đi luôn, không có làm được nữa. Dạ đó vậy À, đúng rồi. đó. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Vẫn thì có duyên gặp với rất là nhiều bạn trẻ mà gặp những cái vấn đề về di chuyển, về ăn uống, thích, sinh hoạt hàng ngày. Mà quý thì thật sự là tiếp cận với một cái lớp bệnh nhân khác, đó là những người già ở Nhật hoặc là những người bị tai biến mạch máu não, nằm liệt giường chẳng hạn như vậy. Thì đó cũng là cái vấn đề là chúng ta phải làm sao để kích thích cái tinh thần tự tự chủ, tự tập luyện của bệnh nhân. Thì cái vấn đề phục hồi chức năng nó cũng gặp cái vấn đề là kỳ thị và từ kỳ thị như vậy. Thì mình rất là mong là chúng ta gặp được những cái điểm chung ở đây, và cái thông điệp mà chúng ta đưa ra đó là phải làm sao để cải thiện cả hai phía. Thì dạ, cảm ơn em. Thì chục tuổi có chia sẻ gì phải không ạ? Chị cho túi à? À vâng, chúng tôi là những bệnh nhân ung thư thì như Vân nói đấy, chúng tôi cũng rất là bị kỳ thị, và thường thường ấy thì nhiều khi được nghe những câu văng vẳng đến là do ăn ở cho nên bị như thế này, do ăn À, ở như thế kia. Cá nhân tôi thì tôi lại còn mang cả hai hai cái khuyết tật nữa, một cái khuyết tật vận động và bây giờ lại thêm một cái ung thư nữa, nên là càng bị nhiều người sầm xì là do ăn ở. Thế nhưng mà với quan điểm cá nhân của tôi thì mình cứ sống như thế đi, mình cứ giúp được ai cái gì mình giúp đi, mình cứ mở lòng cho mọi người đi, còn những lời nói của mọi người thì mình không có quan tâm. Và cái điều nữa mà những bạn trẻ bị ung thư rất là khổ tâm là đang trong độ tuổi phấn đấu thì lại bị chững lại, không được quy hoạch, vì là sao, cho rằng là người bệnh ốm rồi không làm được cái gì cả, thôi cứ thế thôi, cứ làm thế thôi, đôi khi còn lại bị cả sa thải nữa. Đấy là những cái mà là cái mà nỗi trăn trở của tất cả bệnh nhân ung thư chúng tôi. Chúng tôi chỉ mong rằng là chúng tôi được hòa nhập với cộng đồng, chúng tôi được muốn khẳng định mình, chúng tôi được mọi người nhìn nhận chúng tôi như là một người bình thường. Có bệnh thì chúng tôi vẫn chữa, nhưng chúng tôi không làm ảnh hưởng đến công việc mà chúng tôi đang làm. Và chúng tôi rất muốn là chúng tôi được sống, được làm việc và được yêu thương như tất cả những người khỏe mạnh. Đấy là lời nói của tôi gửi đến tất cả những người đang xem live này và những
những người có bệnh và những người đang nuôi người bệnh cũng phải chia sẻ và thông cảm là chúng tôi luôn luôn muốn được tôn trọng, được yêu thương và được sống như những người bình thường không mắc bệnh. Dạ vâng, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Cách đây một năm thì quý có cái hân hạnh là cùng với đợt đó là chị chuột túi chưa rành công nghệ cho nên không lên được. Có Vân nè, rồi anh Minh Tâm, rồi chị Khuê ở Đà Nẵng, là mọi người cùng có chia sẻ cái vấn đề là rào cản khi mà bệnh nhân đi làm lại, bởi vì bây giờ cái chuyện chữa lành ung thư hoặc là sống lâu dài với ung thư là một cái chuyện rất là khả thi và đặt ra cái vấn đề là xã hội phải chấp nhận và tạo điều kiện cho những bệnh nhân đó hòa nhập như thế nào. Đó, thì đây là một cái chủ đề cũng rất là nóng hổi và cần cái sự quan tâm của nhiều cấp, nhiều nhiều ngành, và mình hy vọng là những cái tấm gương như là chị Chuột Túi và nhiều chị em khác, nhiều anh chị em khác sẽ tiếp tục là những cái động lực để mà thúc đẩy xã hội ngày càng văn minh hơn. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cũng gần hết chương trình, hết thời gian dành cho chương trình hôm nay rồi. Thì để không quý vị không có chờ lâu và cũng như là để có một cái chút văn nghệ văn thơ để mà thay đổi không khí, thì quý xin mời bác sĩ Thảo Quyên có thể đọc cho mọi người nghe một cái câu chuyện trước khi ngủ được không ạ? Đây là một cái câu chuyện tranh rất là hay mà quý có dịp đọc được và cũng có xin phép chụp lại để chia sẻ lên cho mọi người. Thì cũng rất là tình cờ có cái duyên là bác sĩ Thảo Quyên cũng là một người rất là thích truyện tranh, có hai con vừa xuất bản một cuốn truyện tranh rất là hay. Thì Quyên có thể chia sẻ thêm cái cuốn sách đó không ạ? Okay. Thật ra là sách chào mọi người, thật ra là cái quyển sách của bé của mình á, thật ra đó là quyển mình chỉ gom góp tổng hợp lại những cái bài thơ, những cái bức tranh mà con vẽ. Rồi sau này thì trong cái quá trình khi mà sang sang đây nè thì hai bé đi theo mình, cho nên là mình cũng thật sự là mình muốn giữ tiếng Việt cho con. Thì khi mình dạy cho bạn nhỏ học tiếng Việt khi hết lớp 1 á, thì mình lại nghĩ ra không biết làm sao dạy bạn lớn. Thế là mình mới nghĩ ra là mỗi cái từ mà em học á, thì với cái cụm từ đó con hãy viết cho mẹ một câu chuyện từ 5 đến 7 câu, thì cứ như vậy bạn viết. Thì mình lại thấy những câu chuyện đó rất là dễ thương, thì hai hai mẹ con đã chọn lại một số chuyện để đưa vào sách. Thì cái quyển sách đó có tên là quyển sách đầu tiên của cô Hai. Thì hiện tại chỉ mới có ở Việt Nam thôi, thì mình cũng đang chuyển một ít sách qua bên này để có thể giới thiệu thêm với bạn bè ở bên này. Thì trong đó thì bạn có thể viết vừa thơ vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt nữa, cho nên là các bạn này có thể đọc được hết. Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Chị có share màn hình không hay là để quý share rồi chị đọc cho À, mọi người nghe nha? quý share giùm chị cái file đi, tại vì chị không có tải về máy. Quý share cái file hình giùm chị. Dạ vâng. À, quý giới thiệu giùm chị tên tác giả, như chị không có cái file đó ở đây. Dạ vâng, kính thưa quý vị, đây là cái cuốn sách có tên là Con mèo kiều kiếp của một tác giả người Nhật tên là Sano Yoko, mà đã được chị tên là Ume Chan dịch và nhà xuất bản Nhà Nam đưa ra ở Việt Nam. Thì mọi người cứ nghe câu chuyện này ha, xong rồi có gì chúng ta sẽ bàn luận thêm trên nhóm. Và vì quý nghe xong quý cũng chưa chắc là đã hiểu đúng cái ý đồ của tác giả. Xin mời bác sĩ Thảo Quyên ạ. Mình bắt đầu đọc nha. Có một con mèo cả triệu năm không chết, vì sau khi chết đi 1 triệu lần, nó lại hồi sinh 1 triệu lần. Nó là một con mèo mướp ngạo nghễ. 1 triệu người đã cưng yêu mèo mướp, 1 triệu người đã than khóc lúc mèo mướp chết đi, nhưng mèo ta chẳng khóc lấy một lần. Có dạo, nó là con mèo của đức vua. Nó mới ghét đức vua làm sao. Đức vua rất giỏi đánh trận, ngài suốt ngày chinh chiến và luôn bỏ mèo mướp vào một cái giỏ lộng lẫy mang theo ra chiến trường. Một ngày nọ, mèo mướp bị trúng tên và toi mạng. Đức vua ôm con mèo khóc to giữa trận tiền. Đức vua từ bỏ cuộc chiến, trở về lâu đài. Ngài chôn cất con mèo trong khu vườn của hoàng cung. Có bận, nó là con mèo của một thủy thủ. Nó mới ghét biển làm sao. Chàng thủy thủ mang theo mèo mướp đến khắp các đại dương và hải cảng trên thế gian. Một hôm, mèo mướp bị rơi khỏi thuyền, nó không biết bơi. Chàng thủy thủ vội quăng lưới, vớt nó lên, nhưng mèo ta đã chết đuối.
Chàng thủy thủ ôm con mèo như miếng dẻ sũng nước và òa khóc. Thế rồi, đến một thành phố cảng xa xôi, anh chôn mèo mướp dưới một gốc cây trong công viên. Có kiếp, con mèo thuộc về nhà ảo thuật trong một đám xiếc. Nó mới ghét xiếc làm sao. Hằng ngày, nhà ảo thuật cho nó vào trong một chiếc hộp, rồi cưa làm đôi. Sau đó, ông lấy mèo mướp vẫn bình an vô sự ra khỏi hộp và nhận được những tràng vỗ tay khen ngợi. Nhưng đến một ngày, nhà ảo thuật mắc sai lầm, ông cưa đôi con mèo ra thật. Nhà ảo thuật hai tay xách mèo mướp đã bị cưa làm đôi, khóc thật to, không một ai vỗ tay khen ngợi ông. Nhà ảo thuật chôn mèo mướp ở phía sau căn nhà nhỏ của gánh xiếc. Có bận, nó là con mèo của một tên trộm. Nó mới ghét trộm làm sao. Tên trộm dắt nó theo, lượn quanh các con phố tối om, chân đi khẽ như mèo. Tên trộm chỉ lẻn vào chôm chĩa những nhà có chó. Trong lúc con chó đang sủa con mèo, thì hắn khoách sạch các tiền. Một ngày kia, mèo mướp bị chó cắn chết. Tên trộm ôm mèo mướp, lẫn số kim cương lấy được, vừa đi, vừa khóc vang lên giữa phố đêm. Sau rồi, hắn về nhà, chôn mèo mướp trong khoảnh sân nhỏ. Lại có lần, nó là con mèo của một bà lão cô độc. Nó mới ghét bà lão làm sao. Hằng ngày, bà lão ngồi ôm con mèo mướp bên ô cửa sổ nhỏ, lặng nhìn ra ngoài. Còn con mèo ngủ cả ngày trên đùi bà cụ. Chẳng bao lâu sau, mèo mướp chết vì già yếu. Bà lão già nua ôm con mèo già nua đã chết, khóc hết cả một ngày. Rồi bà chôn con mèo dưới gốc cây trong vườn. Có dạo, nó là con mèo của một bé gái. Nó mới ghét trẻ con làm sao. Bé luôn điệu hoặc ôm thật chặt mèo đi ngủ. Lúc cô bé khóc, nước mắt rơi trên lưng mèo mướp. Một hôm, mèo mướp bị dây điệu quấn vào cổ và chết trên lưng cô bé. Cô bé ôm con mèo cổ đã ngoặt ra, khóc suốt một ngày. Sau đó, cô chôn mèo mướp dưới gốc cây trong vườn. Mèo mướp chẳng sợ gì cái chết. Có bận, con mèo chẳng là của ai cả. Nó là một con mèo hoang. Lần đầu tiên, nó được là con mèo của chính mình. Mèo mướp cực kỳ yêu bản thân. Nó trở thành một con mèo hoang vô cùng ngạo nghễ, bởi nó vốn đã là một con mèo mướp ngạo nghễ mà. Nàng mèo nào cũng muốn trở thành cô dâu của nó. Có cô mèo mang một con cá to tướng làm quà. Có cô mèo dâng lên một loại chuột hảo hạng. Có cô còn tặng nó loài cây miêu ái mọc quý hiếm. Có cô liếm tháp khắp thân mình vằn khoang như chú sơn lâm của nó. Mèo mướp nói, ta ấy à, ta đã từng chết cả triệu lần rồi. Nghĩ lại thật là kỳ lạ. Mèo mướp yêu bản thân hơn ai hết. Chỉ có một nàng mèo trắng xinh đẹp, không thèm để mắt tới nó. Mèo mướp tiến lại bên nàng mèo trắng và nói, ta ấy à, đã từng chết 1 triệu lần rồi. Vậy sao? Mèo trắng đáp gọn lõn. Mèo mướp hơi tức giận, bởi dù thế nào, nó cũng tự yêu mình hơn tất cả. Ngày hôm sau, rồi ngày tiếp theo nữa, mèo mướp lại đến bên mèo trắng và nói, em vẫn chưa sống trọn 1 lần đâu. Vậy sao? Mèo trắng chỉ đáp có thế. Một ngày nọ, nó đến trước mặt mèo trắng, nhào lộn 3 vòng rồi nói, ta đã từng là con mèo làm xiếc đấy. Nàng mèo trắng chỉ nói, vậy sao? Ta ấy à, mèo mướp bỏ lửng câu nói, rồi nó hỏi mèo trắng, muốn ở bên em 1 triệu lần, có được không? Vâng, mèo trắng trả lời, mèo mướp luôn ở bên mèo trắng. Mèo trắng sinh ra một bầy con dễ thương. Mèo mướp không còn nói câu ta ấy à nữa. Nó đã yêu mèo trắng và bầy con hơn cả bản thân mình. Chẳng mấy chốc, bầy mèo con đã lớn, mỗi đứa đi mỗi ngã. Vậy là chúng cũng đã trở thành những con mèo mướp ra dáng lắm rồi. Mèo mướp nói đầy vẻ hài lòng. Vâng, mèo trắng nói, cổ họng phát ra những tiếng gừ gừ dịu dàng. Mèo trắng dần già đi. Mèo mướp kêu lên những tiếng gừ gừ ngày một dịu dàng hơn. Mèo mướp mong được sống mãi cùng mèo trắng. Đến một ngày, mèo trắng lặng lẽ nằm bất động bên mèo mướp. Lần đầu tiên mèo mướp khóc. Đêm xuống, bình minh lên, rồi lại đêm xuống, bình minh lên. Mèo mướp khóc đến cả 1 triệu lần. Đêm xuống, bình minh lên, rồi một buổi trưa mèo mướp ngừng khóc. Mèo mướp lặng lẽ nằm bất động bên mèo trắng. Con mèo sẽ chẳng bao giờ hồi sinh nữa.
câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Thảo Quyên ạ. À. Chị đọc truyện hay quá. Nghe thích. Chồng đọc thật là truyền cảm phải không ạ? À? Và đúng rất rồi, là mọi người, cái này là phải cảm ơn hai bạn nhỏ, bác tại vì hay mình mà truyền cho hai nhỏ bạn nhỏ từ chúng ta nhỏ có đến thể lớn. căng tai ra nghe. Dạ. Cái này bởi vì nó phải đúng điều kể chuyện đêm khuya. Bởi vì ngày mai mọi người bật lại xem nha. À, ở Việt Nam á, thì chúng ta hay có cái giờ giảng, ví dụ cô đọc câu chuyện cổ tích gì đó xong là cứ phải hỏi à, em thấy thế nào rồi là phải bình luận như thế này thế kia. Nhưng mà trong chương trình này quý muốn để mọi người lắng nghe những cái lời văn cũng như là nhìn hình của bác sĩ Thảo Quyên vừa đọc cái câu chuyện đó và tự rút ra cái ý nghĩa của nó, xem thử mình có thể gọi là feedback gì cho cuộc sống của mình, hoặc là thậm chí không rút ra được câu chuyện gì cũng không, không sao cả. Bởi vì quý cũng đang suy nghĩ là tại sao cuốn sách này lại trở thành một trong những cuốn sách rất là nổi tiếng dành cho trẻ em ở Nhật Bản. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chương trình cũng đã gần đến thời lượng 2 tiếng. Chắc là rất là nhiều quý vị đã bắt đầu buồn ngủ. Và ở Mỹ, ở Canada thì mọi người cũng có thể là bắt đầu phải dành thời gian cho buổi sáng. Quý xin mời thì cô Linh Trí có thể dành một vài lời để mà nhắn nhủ quý khán thính giả thay mặt cho toàn bộ cái ban webinar ngày hôm nay được không ạ? Bởi vì những chia sẻ của cô rất là hay. Quý thì với chị Sương thì quá là quen thuộc rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ Quý. Cảm ơn tất cả các anh chị trong tham gia và là những người diễn giả trong buổi webinar hôm nay. Liên Trí rất đấy là mình cảm thấy vô cùng được diễm phúc khi được thay lời cả anh chị và xin gửi đến quý tất cả quý khán thính giả đôi lời trước khi chúng ta tạm biệt rằng là chốt lại ung thư là cũng là một trong các loại bệnh cũng như những căn bệnh khác mà mỗi người chúng ta không mắc bệnh này thì mắc bệnh khác, không mắc lúc này thì mắc lúc khác. Cho nên các bạn cứ yên tâm, chúng ta xác định, chúng ta cân bằng lại cuộc sống của mình, lật qua một trang mới, thiết lập lại một cái thế cân bằng mới. Thì cuộc sống là luôn luôn vận động, luôn luôn nó sự thay đổi. Chúng ta đừng mong một cái gì cố định cứng nhắc cả và luôn luôn chúng ta cần phải thích nghi. Và cái khả năng thích nghi càng tốt thì chất lượng cuộc sống quý vị càng tốt và khả năng đáp ứng phác đồ điều trị của quý vị càng tốt. Và chất lượng cuộc sống quyết định cái giá trị, ý nghĩa của bạn khi bạn có mặt trên cuộc đời này, chứ không phải cân đo đong đếm bằng số năm bạn sống trên cuộc đời. Kính chúc tất cả được nhiều sức khỏe, tất cả có được năng lượng tích cực và nhận được sự cảm hứng và tất cả các chúng ta ở đây truyền cho nhau. Và rất nhiều các những người xung quanh các bạn, không chỉ gia đình, không chỉ y bác sĩ đang điều trị cho các bạn, và tất cả mọi người đang đồng hành cùng các bạn, đang nắm tay, đang chúng ta cùng có nối vòng tay lớn để giúp các bạn cùng đi những cái tháng ngày mà chất lượng nhất, vui vẻ nhất, một ngày sống trọn vẹn nhất, cứ qua mỗi ngày sống vui là chúng ta có một cuộc đời vui dù ngắn hay dài. Dạ vâng, xin cảm ơn sư cô. Xin cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Dạ vâng, thưa thầy quý cũng xin phép và thay mặt ban điều hành webinar ngày hôm nay một lần nữa cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi rất là kiên trì bền bỉ và để lại comment rất là vui. Có một hai comment quý chưa trả lời được thì có lẽ lát nữa quý sẽ trả lời bằng comment ở dưới. Xin cảm ơn các panelist đã dành thời gian cho ngày hôm nay. Quý thật sự rất là hạnh phúc là đã mời được rất là nhiều bác sĩ, bệnh nhân cũng như là những người đã hỗ trợ bệnh nhân từ rất rất là lâu rồi. Chúng ta cùng chung tay nối vòng tay lớn trong cái buổi webinar ngày hôm nay. Có cả những người không xuất hiện trên màn hình như là thiết kế, những người thiết kế như là anh Hậu, rồi Andy đã giúp những cái ý tưởng rất là quan trọng cũng như là các bạn sinh viên
cũng như là cộng tác viên hỗ trợ cho y học cộng đồng từ những ngày đầu tiên và mãi đến bây giờ. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người ngủ ngon, ngày mai làm việc hăng say nha. Xin chào. Nên anh chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người, chúc à. mọi người ngủ ngon.